Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế ngày 13 tháng 9 năm 2023. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Mở đầu chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ đến với những câu hỏi liên quan tới Việt Nam. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ xuất phát từ đất nước của chúng ta trước. Phan Sơn nói rằng Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Vậy thì Việt Nam nghèo như thế nào so với các nước Đông Nam Á khác? như là Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Vâng, rõ ràng là một người không thân thiện mới lại Việt Nam, đúng không ạ? Bởi vì nếu không thì đã nói đổi thành là Việt Nam giàu như thế nào chứ không nói là Việt Nam nghèo như thế nào. Trước hết chúng ta sẽ đến với những thông số uh, liên quan tới um, cái thịnh vượng của uh, tức là cái giàu nghèo đúng không ạ? Chúng ta chưa lấy cái cái số GDP, tức là uh, tổng sản phẩm quốc nội của cả nước mà chúng ta lấy vào cái tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người thì mới nói rằng là cái đất nước đấy nó thịnh vượng như nào đúng không ạ? Thế thì tất nhiên Việt Nam chúng ta thì nếu so với tất cả các nước khác thì chúng ta hơi thiệt một tí bởi vì chúng ta nằm ở trong cái nước mà có cái dân số lớn nhì ở ở khối ASEAN. Nhưng thôi bỏ qua những yếu tố đó. Chúng ta lấy cái thông số năm 2022, thông số mới nhất có được thì Việt Nam chúng ta đứng GDP trên đầu người đứng thứ sáu. Tất nhiên ở Đông Nam Á thì nó có các cái cửa các kèo đúng không ạ? Cái kèo đầu tiên thì nó luôn thuộc về Singapore rồi, dân số rất thấp Đấy, và cái xã hội của họ phát cũng rất phát triển. À, cơ bản họ phát triển được là bởi vì là dân số họ thấp và họ có cái cơ hội để mà họ có thể nói là tổ chức quản lý và có những cái thời lãnh đạo phát triển của ông Lý Quang Diệu đúng không ạ? cho nên là là Singapore phát triển được là một cái điều nó cũng là một cái điều kỳ diệu của khu vực Đông Nam Á nhưng mà về cơ bản họ cũng có những yếu tố tự nhiên đó là họ có rất ít dân để mà có thể học hỏi những mô hình và rất dễ để áp dụng cho nhân dân còn nếu như mà nó hàng trăm triệu lên thì cũng không biết là là Singapore bây giờ nó như thế nào nhưng mà về giá trị tuyệt đối, ơ, giá trị trên đầu người thì tất nhiên dân Singapore rất thấp và do vậy chúng ta thấy là cái GDP trên đầu người của họ thuộc top thế giới cơ, chứ cũng không phải là top ở Đông Nam Á nữa. Có nghĩa rằng một trong những uh, nước trong top mà bao nhiêu thế giới đấy. Tuy nhiên ở Đông Nam Á thì chúng ta có những cái nước ví dụ như là Thái Lan và Malaysia. Đây như Malaysia Họ 11.000 có nghĩa là cũng tốt, nó khác hẳn, đúng không ạ? Khác bọt hẳn. Brunei thì dân số cũng rất thấp và rất nhiều nhiều dầu. Còn Thái Lan thì uh, chúng ta cũng thấy họ cũng có cái điều kiện để mà phát triển mà uh, nó xa trước tất cả những cái ba nước mà chúng ta muốn so sánh một cách tương đối, tức là Indonesia, Việt Nam và Philippines. Rồi chúng ta sẽ so sánh cái Thái Lan ở cái khía cạnh trước, cái khía cạnh khác. Còn lại ba nước này thì nó có cái chỉ số GDP đầu người nó khá tương đồng đúng không ạ? Tức là tầm như Philippines 34.000 ở 3,4 ngàn đô, Việt Nam 4.01 một, một độ 4.01 đô, Indo 47 4,7 ngàn đô. Còn chúng ta quay sang cái GDP trên không phải đầu người nữa mà GDP tuyệt đối. GDP tuyệt đối thì tất nhiên những nước nào mà đông đúng không ạ? Đông dân thì có khả năng uh, có GDP cao. Uh, chúng ta cũng cứ thử xem trong năm 2023 thì Việt Nam à, à, 449 tỷ đô, đây là thông số chính thức nha quý vị nha. Còn cái thông số mà nó kiểu thực sự ở ngoài đời chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta sẽ kém những ai Thái Lan, Singapore à, hơn Malai một tí, đúng không ạ? Và tất nhiên tất cả đều thua Indonesia bởi vì họ có cái dân số khủng khiếp. Nhưng mà chúng ta hãy để ý xem 5 năm nữa chúng ta sẽ ở mức 725 tỷ đô chỉ sau mỗi sinh Indonesia thôi và vượt qua tất cả những nước như Malaysia, uh, Singapore, Thái Lan, tất nhiên. À không, chỉ kém cả Thái Lan nữa, chúng ta vẫn kém Thái Lan. Uh, hơn Indonesia, uh, hơn uh, Malaysia, Philippines, Singapore. Rất đáng lưu ý đấy là chúng ta vượt qua Malaysia, đúng không ạ? Và Philippines nữa. Có nghĩa là các cái nước cạnh tranh uh, dạng đồng hạng uh, với lại cái GDP tuyệt đối. Nhưng mà nếu mà theo câu hỏi là nghèo như thế nào thì chúng ta phải nói tới cái GDP trên đầu người đấy và đầu người thì chúng ta uh, bỏ qua các nhóm trên bởi vì cái nhóm trên thì chúng, như chúng tôi đã nói với quý vị rồi đúng không ạ? Họ là những cái đất nước mà họ có đi theo cái định hướng từ ngày xưa uh, phát triển những cái nền công nghiệp uh, khác. Ý tôi nói hai nước là Thái Lan và Malaysia. Nhưng mà bây giờ chúng ta so với những nước mà chúng ta hay so đấy là Indonesia và Philippines đúng không ạ có cái GDP gần gần giống nhau thế thì cái câu chuyện là cả ba nước này đều là những nước mà có những cái bối cảnh là đều uh, cách chỉ số phát triển quan trọng uh, liên quan tới uh, cái gì nhỉ thảm họa nhờ, thảm họa thiên nhiên vâng có mỗi những cái từ đơn giản đấy thôi mà mãi không nghĩ ra được thế mới khổ thảm họa thiên nhiên ba nước giống nhau quý vị ạ Philippines cũng ăn nhiều bão đúng không ạ Indo cũng bị và còn cả động đất nữa Còn Việt Nam thì dính cả hai Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cứ cho là ba nước nó bằng nhau đi Nhưng mà ở Việt Nam ấy, nó có một cái điểm mà nó khác hầu hết tất cả các nước trong khu vực Đấy là chúng ta đã dành 80% cái tuổi thanh xuân của mình ở thế kỷ 20 Ở trong thời chiến, thời thuộc địa, đúng không ạ? Chúng ta nhớ là chúng ta thuộc địa từ những năm của thế kỷ 19 cho tới năm 1945 rồi chiến tranh Pháp từ 1945, 1954, rồi chiến tranh Mỹ 1960, 1975, rồi lại chiến tranh Khmer đỏ, chiến tranh Trung Quốc. Có nghĩa rằng 80% thời gian của chúng ta trong thế kỷ 20 là chiến tranh. Đấy, hai yếu tố quan trọng là gì? Yếu tố về thảm họa thiên nhiên và chiến tranh ảnh hưởng tới cái độ thịnh vượng của người dân. Thì chúng ta dính cả hai, mà chúng ta dính cái nhiều nhất là chiến tranh. Đúng ạ, à. chiến tranh thì nó còn hơn cả thảm họa thiên nhiên bởi vì nó kéo dài liên miên Chứ thảm họa thì thỉnh thảng nó mới làm một phát Đấy, cho nên là chúng ta như thế là bị cái điểm âm, siêu âm rồi Đúng ạ, à. đấy, và chúng ta cũng không quên là sau khi chúng ta chiến tranh với Mỹ xong Thì chúng ta 20 năm trời, chúng ta bị nó cấm vận cho cũng điêu đứng Đúng không quý vị? Như vậy là gì? Nói nôm na là chúng ta chấp Indonesia, Philippines và một vài nước khác là một cái ở một cái vạch đích rất xa có nghĩa họ xuất phát từ lâu rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta xuất phát đấy là nói một cách nó sòng phẳng quý vị ạ để nói nôm na chúng ta có thể thấy là Indonesia thì họ độc lập từ người Hà Lan năm 1940 như vậy là đến thời điểm này họ có bao nhiêu năm họ có tới bảy tám mươi năm rồi đúng không ạ không có chiến tranh không cấm vận và đầu tư ồ ạt à từ phương Tây, từ Mỹ. Philippines thì cũng đã trải qua đúng một thế kỷ rồi, là đồng minh của Mỹ và cũng đầu tư ồ ạt của Mỹ đúng ạ à? đấy và bây giờ chúng ta GDP cũng không kém gì hai cái nước này cả tức là có tranh lệch nhưng không đáng kể đấy là tôi nói về phất xuất phát điểm thôi nhé quý vị nhé có nghĩa rằng là không công bằng để mà chúng ta so sánh với các nước đó đúng ạ à? nhưng mà cứ cho là như thế đi nhưng nếu mà bạn nói rằng là nghèo thì bạn bây giờ thử hỏi bất kỳ một cái người uh, nước ngoài nào đến Việt Nam là hỏi người ta xem là Việt Nam có cái từ nghèo không? Thì tôi khẳng định quý vị là 100% không người nước ngoài nào đến Việt Nam nói là Việt Nam nghèo. Đấy, đấy là một cái điều mà tôi muốn nói ở đây nhá Ở đây nó có một cái khái niệm là nó rất giống với lại cái GDP của người Nga ấy, đối với lại người phương Tây, đúng không ạ? Nó giống như việc là người Nga chế tạo ra một cái máy bay và bán nó với một cái giá thấp hơn nhiều, thậm chí thấp một nửa. Một nhiều trường hợp nó thấp 1 phần 3 so với lại cái máy bay của phương Tây họ bán cho đồng minh, họ bán cho lẫn nhau thì cái câu chuyện Việt Nam chúng ta cũng như vậy đúng không ạ? GDP của chúng ta bằng những nước như nào? Chúng ta bằng những cái nước uh, kiểu như là Ấn Độ này, Indonesia này, Philippines. Nhưng về cơ bản ấy là cuộc sống của dân Việt Nam nó thịnh vượng hơn nhiều so với tất cả những cái nước mà chúng tôi vừa đề cập. Tôi chỉ lấy một cái khung cảnh của cái uh, khu vực đằng sau Lăng Bác thôi. Đây không phải là khu vực thịnh vượng nhất của Việt Nam, khu vực thịnh vượng nhất của Việt Nam. Nếu mà chúng ta nhìn vào những thành phố, những khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Trông nó, nói chung nó không kém gì ở Thượng Hải, Trung Quốc cả. Và nhìn cái cảnh như này thì không ai nghĩ là GDP Việt Nam lại đi ngang hàng với Ấn Độ, với lại uh, Indo, với lại Philippines. Tức là chúng ta phải trên cơ họ rất nhiều, thậm chí chúng ta ngang với lại mấy cái ông Thái Lan, đúng không ạ? Hoặc là Malai cơ. đấy. Cái bản chất của chúng ta là gì? Là một cái nước xã hội chủ nghĩa nó như vậy ở Việt Nam ở các nước khác ấy, nếu như mà bạn đi trên đường phố bạn sẽ gặp những cái hoàn cảnh có những cái trường hợp ăn xin rất nhiều những người nghèo cực nghèo thì rất nhiều đúng không ạ có thể nói là rất nhiều và người ta gọi là cực nghèo ở đặc biệt là những nước như là Ấn Độ Philippines nhưng mà ở Việt Nam bây giờ chúng ta để đi trên các cái đường phố của chúng ta bây giờ thì chúng ta hiếm gặp không phải là vì chính sách hay là cái gì cả che đậy cả chính cách đây khoảng 10 năm 15 năm chúng ta cũng đầy đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng đến thời điểm này chúng ta để ý không? đường phố các thứ bây giờ chúng ta ít khi nhìn thấy những cảnh mà nó nghèo cơ cực lắm, đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì Việt Nam chúng ta là xã hội chủ nghĩa cho nên là các cái nguồn tiền của chúng ta nhà nước đầu tư ra vào vấn đề giáo dục y tế rất nhiều và chúng ta cũng được hưởng rất nhiều từ những các dịch vụ giáo dục y tế và chắc chắn những thứ đấy của chúng ta cũng là số 1 trong những cái nước mà có cái GDP trên đầu người ngang cơ vậy câu trả lời một cách ngắn gọn tức là phiên bản ngắn thì có nghĩa rằng chúng ta không nghèo thậm chí là chúng ta thịnh vượng hơn các nước có GDP còn lại đúng không ạ đấy là một cái vấn đề rất quan trọng để nói về cái sự ưu việt của xã hội của chúng ta nếu không ưu việt hơn thì cũng không thua kém nhà nào cả đúng không quý vị đấy còn cái thứ hai bây giờ chúng ta nói về các vấn đề khác rõ ràng bây giờ nếu mà nói với những đứa nước trên cơ như là malaysia hay thái lan thì chúng ta phải nhìn thấy một vấn đề là họ đã có một cái thời gian mà họ đã nhập cuộc trước chúng ta nó quá lâu, quý vị công nhận không ạ? Người ta đã xuất phát trước một vài vòng rồi, mình vẫn còn đang khởi động thì làm sao mà mình có thể nào ngang với họ bằng các cái chỉ số đó. Nhưng nếu mà quý vị không thỏa mãn thì quý vị cũng có thể lôi cái chỉ số GDP tuyệt đối ra, vào 5 năm nữa chúng ta cũng thấy là uh, chúng ta còn vượt qua cả Malaysia đúng không ạ? Và ngang cơ mới lại Thái Lan. Như vậy không có cái gì để có một cái sự mặc cảm liên quan tới vấn đề kinh tế cả. Đấy, nhưng mà có một cái điều là các nước đó Uh, họ sẽ phải rè uh, chừng Việt Nam rất nhiều bởi vì uh, chúng ta bây giờ như uh, thông số chúng tôi vừa cung cấp quý vị, chúng ta vừa mới chính thức mới đi đua được uh, vài vòng thôi, còn họ đã đua được hơn chúng ta rất nhiều vòng rồi, đúng không ạ? Có nghiên là chúng ta có rất nhiều cái dư địa, cơ hội, tiềm năng để mà phát triển để vượt qua họ, đấy là cái điều chắc chắn. Thế thì bây giờ mình so sánh với lại cái anh Thái Lan để mình xem là trong tương lai thì nó sẽ như nào, đúng không ạ? Uh, Thái Lan thì uh, đến thời điểm này, uh, cách đây khoảng hai mấy năm, tôi có mặt ở Thái Lan. Uh, về cơ bản thì uh, những cái khu vực đường phố của thủ đô Bangkok ấy, nó đã giống như cách của mình cách đây khoảng độ năm mười năm. Đấy, tức là lúc đấy nhá, là nó đã có cái đấy từ lâu rồi, nhưng mà nó đã hơn mình khoảng năm mười năm và hơn rất nhiều đấy, chứ không phải như thế đâu. Đấy, riêng ở thủ đô Bangkok tức là tóm lại là họ đã có một cái nền tảng cơ sở hạ tầng từ tốt từ cái ngày xưa khi mà nước chúng ta còn chưa đổi mới chưa làm gì cả cơ đúng không ạ đấy cho nên là với cái cái nền tảng như vậy thì rõ ràng là đất nước của họ đã công nghiệp hóa trước đã uh, cơ sở hạ tầng đã tốt trước đã có đầu tư trước từ trước đến nay rồi có nghĩa rằng họ đã có xuất phát rất tốt thế nhưng mà từ thời điểm đến thời điểm bây giờ thì nếu quý vị sang Thái Lan ấy nó thay đổi không đáng kể nó không có một cái sự thay đổi đột biến như kiểu Việt Nam. Đúng không ạ? Bây giờ nếu mà nói về cơ sở hạ tầng Việt Nam thì về nói mặt bằng chung thì có thể là nó không có cái sự khác biệt rõ. Nhưng nếu mà nhìn về những cái... Bởi vì nước ta đô thị tỉnh thành nó nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà nếu ở những cái tâm điểm thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta hơn Việt, Thái Lan khá nhiều, khá ấn tượng về những cái khu đô thị vân vân như thế này. Nhưng mà cái đấy thì nó cũng không nói lên hoàn toàn cái vấn đề thịnh vượng tất nhiên là không hoàn toàn ở cái chỗ là gì, một cái đất nước mà có cái tiềm năng phát triển hay không trên đường dài thì cái điểm mà quan trọng để cho họ có thể uh, sau khi xuất phát tăng tốc ấy, vào giai đoạn tăng tốc ấy thì nó phải có cái cơ sở nền tảng công nghiệp đúng không ạ? Thì bây giờ Thái Lan họ đã có cái nền tảng từ lâu rồi. Đấy, nhưng mà từ rất lâu Thái Lan lại rơi vào cái bẫy dạng như là cái bẫy thu nhập trung bình thấp ấy, có nghĩa rằng từ rất lâu họ không đột phá được qua cái giới hạn công nghiệp và do đó họ không thể nào mà vượt qua được cái bẫy cái giới hạn như tôi vừa nói. Có nghĩa những nền tảng công nghiệp của họ nó không đột phá được như Trung Quốc đúng không ạ? Nó không từ 2.0 lên 2.3, 2.3.0 hay là từ 3.0 lên 4.0, từ 4.0 lên 5.0. Có nghĩa là không có cuộc cách mạng công nghiệp. Cho nên bây giờ họ đang ở một cái gọi như là dậm chân tại chỗ từ rất lâu. Và tất nhiên nó cao so với mặt bằng chung của các nước Đông Nam Á, đúng ạ? Nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì bây giờ mới ở trong cái giai đoạn mà gọi là khởi động thôi, chứ chúng ta cũng chưa vào cái cái nước để mà tới cái mức đột phá. Đấy, có nghĩa rằng chúng ta có một cái khoảng cách rất dài nữa để tới cái khu vực đường cong hình chữ J. Mà nếu chúng ta không đột phá được qua mức đấy thì chúng ta cũng sẽ rơi vào trạng thái như của Thái Lan. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta thấy một điểm là người nước ngoài đi đến đây họ đều nói một câu là Việt Nam rõ ràng là không có dấu hiệu nghèo, nhưng mà có một cái điểm là dân thì lúc nào cũng mở miệng ra là kêu nghèo. Đấy, kêu nghèo theo cái kiểu là phàn nàn về cuộc sống và có nhu cầu để mà phát triển giàu có hơn nữa. Đấy là cái thông điệp của người nước ngoài. Có nghĩa rằng trong cái thông điệp của người nước ngoài thì người ta nhận thấy từ cái người taxi, đúng không ạ? Cho tới những người dân sống trong đường phố rồi những người công sở có một cái khao khát làm giàu. Cái đấy mới là cái quan trọng quý vị ạ. Đúng không ạ? Tôi không biết cái đấy thì ở Thái Lan cách đây vài chục năm nó như nào nhưng ở việt nam mình bây giờ có cái đấy cái đấy nó rất hay bởi vì là mồm thì kêu như thế thôi nhưng ông nào cũng gọi là kêu để mà tìm cách để phát triển đó là một cách nó rất là tuyệt vời và bây giờ chúng ta thấy nhiều quý vị cũng nói là quê tôi mới quê bạn tôi các thứ nhà máy xí nghiệp cầu cống uh, khu công nghiệp nó mọc lên như lắm đúng không ạ đấy là những cái dấu hiệu rất tốt để mà chúng ta đang công nghiệp hóa dần đất nước chúng ta nhận rất nhiều những cái ngành công nghiệp từ trung quốc từ uh, Mỹ từ các nước đổ dồn tới đầu tư các thứ đến Việt Nam. Có nghĩa rằng nhắm mắt chúng ta cũng ngửi thấy những thông tin về việc là Việt Nam đang được đón nhận rất nhiều thứ để có thể phát triển ngành công nghiệp của chúng ta, đúng không ạ? À, điều đó không có nghĩa rằng tôi nói rằng là Việt Nam uh, sẽ vượt qua Thái Lan, đúng không? Bởi vì là khi đến cái giai đoạn đột phá, tất cả các nước đều phải gặp một cái tình trạng nó giống nhau và không phải nước nào cũng vượt qua được cái đó tuy nhiên thì với việt nam thì chúng ta có nhiều cái thuận lợi hơn có lẽ là bởi vì cái khát vọng đúng không ạ khát vọng và cái sức ép như nhiều quý vị nói trong những bản tin gần đây trong bài bình luận nói rằng việt nam chúng ta phát triển được tồn tại được là nhờ cái sức ép chịu được sức ép từ kim cương Đấy, kim cương có sức ép thì nó mới tỏa sáng thì thái lan không có cái sức ép như của việt nam việt nam chúng ta không chỉ trong quá khứ đã có sức ép mà bây giờ chúng ta sống giữa cái sự kè kìm kẹp sự ve vãn của các cường quốc đúng ạ à. Đấy mà các cường quốc đó thì không có tạo ra sức ép tương tự với Thái Lan cho nên chúng ta sẽ phải khôn khéo chúng ta sẽ phải khao khát à, vân vân quay lại những cái vấn đề những bài trước chúng ta nói cho nên chúng ta sẽ có cơ hội để bứt phá so với lại Thái Lan trong những năm sắp tới Vâng, đây là tôi đang tho so sánh với cái đối thủ mà nó trên cơ như quý vị nhé Chứ còn những cái đối thủ nó cùng cơ như là Indo hay là Ấn Độ hay là Malaysia, ừ, Philippines là chúng ta hơn hẳn về chất lượng xã hội. Đấy là cái quý vị tự cho mình một cái um, lời chúc mừng nhá nhưng mà nói đi thì phải nói lại một cái vấn đề nó quan trọng đối với việt nam là để mình tránh những điều xảy ra với thái lan và những cái thực tế mình nhìn thấy cái vấn đề của việt nam bởi vì tôi nói thế thôi nhưng tôi luôn nhìn lại bản thân đúng không ạ có nghĩa là tôi cũng nhìn thấy vấn đề của đất nước rõ ràng việt nam bây giờ mình có thể nhìn thấy những cái sự khát vọng khao khát những cái hình mẫu của Phạm Nhật Vượng rồi vân vân, nó đã làm cho một cái gì đó đó chúng ta có tự tin hơn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn gặp một cái vấn đề của người Việt Nam là chúng ta vẫn chưa có được một cái sự kỷ luật và thứ hai chúng ta vẫn chưa có một cái gì đó mà nó 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 tham một tí, đúng không ạ? Tham và nó nó máu lửa và chơi lớn một tí. Ví dụ tôi nói với quý vị là chẳng hạn như Trung Quốc, thì khi mà nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc thời họ còn GDP thấp như mình ấy thì họ đón nhận cái việc đấy và họ phát triển rất nhanh. Nhưng trong quá trình phát triển thì họ tạo ra được học lỏm đúng không ạ, họ tạo, họ học lỏm, học hỏi để họ tạo ra được những công ty như là Huawei. Đấy, Huawei chỉ là một minh chứng thôi để chúng ta nhìn thấy rõ bây giờ nó trở thành một công ty khổng lồ uh, trên tầm cỡ thế giới rồi, không cái gì có thể ngăn cản được nó nữa rồi. Thế nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta đã được nước ngoài đầu tư rất nhiều. Uh, đúng không ạ và chúng ta cũng có thể nói là học hỏi được rất nhiều nhưng mà chúng ta chưa tạo được cái kiểu như vậy. Cái kiểu của sản phẩm như của Huawei của Trung Quốc nó là một cái sản phẩm mà Trung Quốc đã học được từ phía phương Tây để tạo lên những công ty như vậy và từ những công ty như vậy thì nó mới thúc đẩy cái phát triển công nghiệp của Trung Quốc bước lên một cái thế hệ 3, thế hệ 4, thế hệ 5 đúng không ạ? Và nó mới tạo lên đột phá. Còn nếu không thì chúng ta vẫn chỉ là những cái gia công, tức là vẫn tăng về thu nhập này nọ vân vân, nhưng mà về cơ bản nó không tạo được cái đột phá. Cho nên chúng ta phải kết hợp với những cái khao khát nhưng mà có thêm kỷ luật và thêm tí dã tâm nữa, đúng không? Thì chúng ta mới có thể là gọi là mình mới đột phá thành công. Đấy, hóa thần thành công mà tránh được cái bài học của Thái Lan. Đấy là một cái nó rất thực sự đấy quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì nếu như mà bây giờ mình đặt cái vị trí của Việt Nam của mình ấy, nhận được rất nhiều những sự yêu ái, những sự tập trung của cộng đồng quốc tế với tư cách là một đất nước trung lập, thì không có cái lý do gì để mà Việt Nam mình không trở thành một cái nước mà có thể ít nhất là như Hàn Quốc, như Đài Loan thậm chí còn có khả năng vượt qua họ hơn rất nhiều. Đấy là bởi vì tiềm năng của mình hơn họ rất nhiều. Đúng ạ? Còn nhiều nữa người, người, người chuyên gia người ta nói là không có lý do gì để mà các ông Việt Nam không trở thành một cái nước nhật, nhật Bản thứ hai. Đúng ạ? Đấy mình nói về tiềm năng thôi nhá, chứ không phải đây mình bốc phét bởi vì tiềm năng nó là một sự thật, mình không bốc phét. Nhưng rõ ràng là chúng ta còn những cái hạn chế như tôi vừa kể trên đúng không ạ? Có nghĩa chúng ta chưa 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 có một cái tư duy làm ăn lớn. Đấy, tất nhiên bây giờ có thêm những người như thế, nhưng mà vẫn là tư duy kiểu làm giàu chứ có chưa có cái tư duy là tạo lên được những cái công ty mà nó mang cái tính chất là thay đổi cách mạng đối với xã hội. Đúng không quý vị? Vẫn có công ty để mà kiếm tiền nhưng mà nó như kiểu bất động sản đấy Đúng không? Thì nó cứ công ty bất động sản, công ty uh, tài chính, là công ty buôn bán nó không tạo lên cái giá trị gì để thay đổi bộ mặt xã hội đáng kể cả. Chỉ làm cho người ta có thêm tiền thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà cái việc đấy nó không tạo lên đột biến Mà đột biến thì nó phải tạo lên những cái thằng Nó cung cấp những cái dịch vụ gì đấy Mà nó nâng cấp toàn thể cái cơ sở hạ tầng Thượng tầng của xã hội lên Như là cái thằng hoa quê của Trung Quốc ấy Thì nó mới có thể thay đổi được bộ mặt của xã hội Một cách cơ bản đấy Và như tôi nói là đột phá từ Theo một thế hệ Lên một cái thế hệ mới đúng không ạ? 100 triệu dân mà có thể nói mình là một trong những dân tộc thông minh và cần cù đấy là một cái cộng đồng quốc tế người ta thừa nhận đúng không ạ không kém gì người Nhật hay là người Đài hay người Hàn cả nhưng mà rõ ràng người ta không bao giờ nói Việt Nam là dân kỷ luật không bao giờ nói Việt Nam là dân tham vọng thì chúng ta phải để ý là muốn 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 trở thành một cái đất nước mà nó đột phá thì phóng ra phải có hai cái vừa rồi chứ không chỉ là chăm chỉ cần cù và thông minh là đủ dân số chúng ta gấp 4 lần Đài Loan gấp hai lần Hàn Quốc đúng không ạ và bây giờ chúng ta có cả một cái mặt phố để mà tài nguyên rồi có cả một quan trọng nhất vẫn là cái quan hệ quốc tế trong cái chính sách đối ngoại của chúng ta bây giờ nó quá tuyệt vời, tức là không có một cái sự thù địch của bất cứ nhà nào cả. Quý vị cứ để ý xem. Gần như là bây giờ cả thế giới đều yêu ái với các nước kiểu Việt Nam nhưng đặc biệt là với Việt Nam bởi vì chúng ta có những cái tài nguyên những cái giá trị mà tự nhiên như tôi vừa nói quý vị ấy, đúng không ạ? kết hợp với lại cái chính sách trung lập nó đang rất bốn không gọi là đỉnh cao cho nên là gần như là về tiềm năng ấy, nó nói thật ra là không có cái gì hôm trước tôi nói với quý vị ấy, đúng không ạ mấy cái thằng pháp nó bảo là nếu mà Việt Nam mày ấy, mà trong vài chục năm nữa mà không trở thành một cường quốc kinh tế thì là chúng mày có lỗi với tổ tiên đấy nó nói như thế tất nhiên là nó nói kiểu mà nói như kiểu là 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 khích bác thôi nhưng mà tất nhiên là đấy là một lời khen đúng không quý vị À, nếu người nào mà cảm thấy là yếu đuối không muốn à, phấn đấu thì coi đó nó là đang sỉ nhục mình, nhưng mà nếu mà người nào mà có tham vọng phát triển thì đó chính là một cái lời động viên và lời khen rất tốt đối với Việt Nam. Nhiều quý vị bảo là ở Việt Nam à, có nhiều vấn đề là tham nhũng nặng đúng không ạ? Rồi những vấn đề về nhân quyền mà các ông nói nhân quyền thì chắc chắn là các ông này Việt Nam sống ở nước ngoài rồi. Thì quý vị cũng phải để ý lại một vấn đề như này, mình nói đi phải có nói lại cái ngữ cảnh ấy là cái ngữ cảnh của cái vấn đề tham nhũng kiểu Việt Nam nó rất điển hình ở các nước đang phát triển. Quý vị nhớ là ngày xưa ấy, Hàn Quốc, Trung Quốc 10, 15 năm trước y hệt những vấn đề liên quan tới như kiểu nói như là nhân quyền mới lại dân chủ gì và đặc biệt là vấn đề tham nhũng giống y như Việt Nam. Và tôi cũng làm việc nhiều với người Trung Quốc hay Hàn Quốc, tôi biết cái việc ấy rồi, đúng không ạ? Nó cũng nói một cái điểm đơn giản là đất nước nào trong quá trình phát triển như này nó đều có cái việc đấy cả, nhất là những nước đồng dân. Đúng không ạ? Cho nên là cái đấy nó không phải là nó thuần túy là Việt Nam mà nó là bản chất của một uh, một cái xã hội nó theo một cái mô hình chung thôi. Cũng giống giống như bây giờ chúng ta nói mà các xã hội phát triển uh, dân chủ trên thế giới như là Mỹ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nó tham nhũng là theo tham nhũng theo cấp vũ trụ. Có nghĩa rằng nó đương nhiên là một cái người tổng thống, đúng không ạ? Uh, họ đi họ vận động để mà lấy tiền bạc từ các doanh nghiệp, từ các nhà tài phiệt để họ mà chạy vào chức tổng thống. Nhưng mà họ coi đấy là một cái việc gọi là hợp pháp đúng không ạ nhưng mà nếu chuyện đấy xảy ra ở đất nước của chúng ta của những nước xã hội chủ nghĩa thì rõ ràng cái chuyện đấy là bất hợp pháp đúng không ạ là tham nhũng dạng siêu tham nhũng tham nhũng dạng gọi là cái mức level của nó là vượt ra ngoài cái trái đất của chúng ta đấy thế còn lại cái những tham nhũng của chúng ta gọi là đại tham nhũng nhưng mà nó vẫn ở cái cấp tham nhũng dạng trẻ con so với lại tham nhũng của của mỹ quý vị công nhận không đấy tổng thống bây giờ có huy động được cả mấy trăm tỷ đô hàng nghìn tỷ đô để chạy đua vào nhà trắng rõ ràng đấy là dùng tiền để mua chức chứ còn là cái gì nữa mà chẳng qua là chỉ uh, sử dụng cái luận điệu để cho nó mang cái tính là nó dân chủ và văn minh, đúng không ạ? Và đấy nó không phải là một cái vấn đề mà người ta muốn là trở thành tổng thống để người ta vận động tiền của những cử tri để mà người ta chạy vào chức tổng thống để người ta phục vụ những chính sách của người dân thì đã không nói làm gì. Đúng không ạ? Nhưng mà đây đa số các nguồn tiền đấy thì nó đến từ các nhân vật từ các thế giới ngầm tập đoàn chị nó có sẵn cái chương trình hành động rồi. Ông muốn chạy vào cái ghế tổng thống, vào thượng nghị sĩ vân vân thì ông phải phục vụ cái chương trình hành động của chúng tôi. Đúng không? Ông đã ăn tiền của Chúa thì ông phải múa cho Chúa xem. Đấy, cho nên đấy mới là cái câu chuyện nó tham nhũng ở đấy chứ nó không phải thuần túy ở cái nhiều cái là quý vị nói rằng là đấy là một cái việc được đóng thuế ghi nhận vân vân. Thuế hay không tôi không cần biết đúng không? Các ông nói rằng ở chúng tôi có những vấn đề xã hội thì chúng tôi cũng coi đấy là một cái vấn đề mà ở xã hội chúng tôi không có. Và chúng tôi coi đấy là một cái việc rất xấu. Và rõ ràng là cái việc nó như vậy, đúng không ạ? Bây giờ như ông Biden, ông ấy lên làm tổng thống, ông có phục vụ dân Mỹ không? Ông ấy toàn phục vụ cái lợi ích của cái đám tập đoàn trị, đúng không ạ? Và bây giờ ông đang tàn phá đất nước. Nhưng mà ông ấy lại đóng góp cho cái thiểu số của tập đoàn trị đó, nếu mà để mà quý vị nói thật này nhá, nếu mà để mà vấn đề liên quan đến dân chủ ấy, nhân quyền ấy, bây giờ tôi lại quay lại với những nước như là Philippines, Thái Lan, Ấn Độ hay là Indonesia. Nếu như mà quý vị bảo là Việt Nam của chúng ta có thích được dân chủ như những nước đấy, vốn được đang coi là dân chủ, ấy. thế quý vị có thích không? Tôi khẳng định với quý vị rằng là đại đa số những người Việt Nam không muốn kiểu dân chủ diễn ra ở bốn nước đấy. Đúng ạ, bởi vì nó có một cái gì đó nó cũng giống như là dân chủ ở Mỹ đấy nhưng mà nó lại còn không tận cùng được như mỹ mà nó lại nửa mùa đấy cho nên là à, cái từ dân chủ đấy nó cũng có phải là cũng nói là dân chủ theo kiểu phương đông hay dân chủ theo kiểu phương tây chứ không phải là cứ từ dân chủ là đã hay như vậy là gì nếu mà nói về vấn đề thịnh vượng đúng không ạ một câu hỏi ngắn tôi trả lời rồi câu hỏi tầm trung vừa rồi xong chúng tôi cũng đã trả lời có nghĩa rằng chúng ta ở một cái mức độ thịnh vượng à, nếu mà không muốn nói là hơn rất nhiều thì chúng ta hơn đúng không ạ hơn những cái nước còn lại một cách khoảng cách khá xa còn nếu mà có một cái câu hỏi nó dài dòng ấy quý vị trả lời dài dòng ấy thì thực sự ấy nó lại cần một cái sự kiên nhẫn ở cái mức độ mình nó mang tính chất xã hội học đúng không ạ xã hội học và chính sách nhà nước và cái xu hướng thu cái cái thể chế chính trị của chúng ta chúng ta nhìn thấy ở Trung Quốc rồi ngày xưa thì có thể khi mà Liên Xô sụp đổ thì không có nhiều người có cái niềm tin đúng không ạ trên thế giới có niềm tin về cái xã hội chủ nghĩa rồi là xã hội cộng sản đại khái là như vậy nhưng mà bây giờ thì người ta kể cả phương Tây, đặc biệt là các chính quyền phương Tây họ đều đang rất run sợ trước cái sự thành công của Trung Quốc có thể là sẽ à, có thể nói là cái cái một cái động lực đúng không ạ của chủ nghĩa xã hội nó sẽ quay trở lại các nước phương Tây à, cũng như các nước khác ở trên toàn thế giới. Bởi vì là tại sao? Bởi vì à, như chúng ta thấy nói với quý vị là à, Đối với lại những cái nước khác, tuy chúng ta có một cái GDP đầu người nó ngang nhau, nhưng mà nhờ các chính sách của xã hội chủ nghĩa, cho nên là chúng ta đạt được cái sự thịnh vượng chung ở cái mức bình mặt bằng chung của xã hội nó nó hơn hẳn đúng không ạ? Và khoảng cách giàu nghèo của chúng ta thấp hơn hẳn so với lại những cái nước khác. Đặc biệt chúng ta không thấy những cái vấn đề liên quan tới như tôi nói là là cái nghèo đói cùng cực đúng không ạ? Khoảng cách giàu nghèo, nghèo đói cùng cực và chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam cũng có thể nói là đi đầu trong những cái nước mà nó cùng cái mức độ GDP trên đầu người như vậy. Trong khi chúng ta làm được các vấn đề liên quan đến chính sách xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, các cái vấn đề phát triển xã hội, chỉ số xã hội, đúng không ạ? Các cái vấn đề bình đẳng thu nhập, rồi các cái chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, các cái chính sách phát triển kinh tế một cách bền vững. À, tất cả những cái việc đấy nó đều hướng tới cái vấn đề là thịnh vượng cho xã hội nói chung còn các nước kia là các nước dân chủ theo cái định hướng tư bản đúng không ạ thì chúng ta biết một thứ là mặc dù chúng ta càng ngày chúng ta càng có cái gdp tăng lên cao nhưng mà chúng ta vẫn duy trì theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa rằng là trong tương lai cái việc mà xã hội chúng ta có cái mức độ thịnh vượng cao hơn nó còn có cái mức tăng cao hơn một cách tương đối so với các nước mà chúng ta chúng tôi vừa so sánh đối với quý vị và chúng ta vẫn duy trì được đúng không ạ ổn định xã hội à, môi trường Đấy an ninh à, các vấn đề phúc lợi xã hội của toàn dân đấy là một cái điểm mà nó rất khác biệt với lại cái xã hội chủ nghĩa và những cái đất nước à, ba cái nước kia đúng không ạ tôi không biết là cái thể chế ở Indonesia là gì nhưng mà hình như họ cũng có đảng này đảng kia đúng không ạ à, và Thái Lan thì đương nhiên à, Philippines cũng đương nhiên như vậy rõ ràng chỉ có mỗi chúng ta là xã hội chủ nghĩa mà thôi như vậy là gì nôm na thì uh, ở cả cái mức mà phân tích một cách kỹ ấy, về vấn đề xã hội nghe nó chán ngắt ấy, thì chúng ta cũng giống như kiểu nước nga quay lại cái ban đầu cũng một chiếc máy bay đấy có một cái tính năng có một giá trị sử dụng như nhau nhưng mà chúng ta có thể tận hưởng một lấy một số tiền để mua hai ba cái máy bay còn với cái số tiền đấy thì ở các nước như là mỹ người ta chỉ mua được một chiếc thôi nhưng mà giá trị sử dụng nó sẽ như nhau đúng ạ à. đấy cho nên là nói là cái con số gdp đầu người nó cao hơn thấp hơn thì đúng là nó có đấy mặc dù chúng ta vẫn có thể đang hướng tới việc cao hơn nhưng mà kể cả chúng ta không cao hơn đáng kể thì cái sự thịnh vượng trong lòng của xã hội chúng ta nó có cái tính yêu việt hơn hẳn và quý vị cũng đừng quên về những cái thách thức mà chúng ta đang nói nhé. Không, nếu không thì các quý vị hỏi những câu hỏi đấy đều nói rằng chúng tôi chỉ nhìn thấy những mặt màu hồng thôi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất rõ Việt Nam đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề. Đặc biệt là chúng ta có những vấn đề về môi trường. Bởi vì cái cái địa hình của chúng ta trông nó nhìn nó mặt phố. Cho nên là nó cũng gặp những vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu. Đúng không ạ? Thứ hai nữa là nước chúng ta bước ra từ một cái nước công nghiệp cho nên là đồng quê thì nó cũng đẹp thật nhưng mà cơ bản là ở quê so với thành phố cái khoảng cách giàu nghèo nó khá xa. Đấy là một cái mà chúng ta phải thừa nhận. Nhưng mà Việt Nam thì cũng không bao giờ nặng nề về cái chuyện là phải có những cái bước tiến thần tốc đúng không ạ? Nó không phải là cái định hướng của một cái xã hội chủ nghĩa quan trọng với xã hội chủ nghĩa. Cái đấy nó là cái gì? Phát triển bền vững. Đúng không ạ? Cái câu phát triển bền vững mà chính phủ chúng ta cứ lặp đi lặp lại trong suốt những năm vừa qua đấy cho nên đấy là quý vị chỉ cần biết như thế là đủ thôi có nghĩa rằng là gì chúng ta vẫn phát triển nhưng mà chúng ta không lấy cái phát triển ồ ạt đấy ra để khoe đúng không ạ à, nó một cách nó mong manh mà quan trọng vẫn là cái bền vững nhưng mà bền vững mà chúng ta cứ nhìn vào bức cảnh như này thôi đây là bây giờ tưởng tượng là nếu như bức ảnh trong hình mà quý vị nhìn đấy mà cách đây 10 năm ấy thì nó hoàn toàn khác còn nếu như 10 năm sau chúng ta cũng không biết là cái hình ảnh này nó sẽ như nào, nhưng mà tôi khẳng định quý vị là Lăng Bác Hồ vẫn ở trong trọng tâm đúng không ạ và vẫn đẹp như thế này, còn không biết xung quanh sẽ là như nào, chắc chắn sẽ rất khác. Quý vị hôm nào mà lấy mấy cái hình ảnh trong Sài Gòn ấy, có những cái góc nó chụp mà không thể nhận ra Việt Nam, dã man luôn. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với một chủ đề à, rất quan trọng, à, nó vừa ảo nhưng nó lại rất thật quý vị ạ. Cái dự án mà chúng tôi nói với quý vị, dự án nghìn tỷ của Mỹ, Ấn Độ, à, các nước Trung Đông và Châu Âu, à, tức là dự án cạnh tranh mới lại vành đai con đường của Trung Quốc. Quý vị thông cảm nhé, cứ đến tầm này không hiểu sao là giọng tôi nó cứ thèo thào quý vị ạ, nó mất hơi ở trong lồng ngực Có khi là phải nghe lời một vài quý vị là tập yoga hay là là tập khí công gì ấy, đúng không ạ? hôm qua chúng ta đã đưa tin về cái việc đó và cá nhân tôi lúc bấy giờ tôi đã thấy cái dự án này nó có rất nhiều vấn đề hôm nay thì chúng tôi nghiên cứu kỹ hơn chúng ta có thể nhìn thấy là cái con đường đấy nó bắt đầu từ ấn độ sau đó nó đi qua cái khu vực biển dẫn vào cái vịnh aden đúng không ạ à, cái gì vịnh nôm na chúng ta gọi là vịnh iran đi tức là qua cái khu vực cửa ngõ của iran vào các tiểu vương quốc ả rập thống nhất rồi lên bờ đi sang Ả đập Saudi tới Jordan tới Israel rồi lại xuống nước đi sang tới khu vực Hy Lạp đúng ạ rồi chạy qua một loạt các nước ban căng để tới khu vực uh, trung tâm của Châu Âu còn cái khu vực màu đỏ thì quý vị thấy đấy là chính vành đai con đường đấy vành đai con đường của Trung Quốc chạy từ phía trên phía trên này có khi đây là mông cổ các thứ này xuống uh, Trung Quốc này đi sang khu vực này lên tới Nga đúng ạ rồi các cái tuyến chính thì chạy và dài nhất thì chạy qua khu vực Trung uh, Á rồi chạy sang tới tận uh, Tít sang bên Anh. Các cái tuyến phụ uh, thì một là lên Nga, thứ hai là xuống khu vực Iran rồi xuống khu vực Pakistan và cũng gặp nhau ở cái khu vực thổ Nhĩ Kỳ ở đây. Còn cái tuyến nhánh xuống Đông Nam Á thì chạy qua các cái nước uh, uh, Lào, Campuchia, Thái Lan và qua đường biển ở khu vực uh, Việt Nam và đây chúng ta thấy có một thêm hành lang nữa đây người ta gọi là cuộc chiến hành lang quý vị ạ à, từ nga đúng không ạ đây là cái hành lang nam bắc mà phía nga và iran bây giờ đang thúc đẩy để phát triển mà khi à, nếu nói đúng ra hành lang này thì bé nhất nhưng mà nó lại à, có thể nói là kích tính hiệu quả của nó lại cao nhất đây quý vị nhìn xem từ phía biển à, khu vực xanh à, à, petersburg đúng không ạ đi qua trung tâm à, ukraine à, nga rồi đi tới cái khu vực à, À, phía bắc của biển Caspia Rồi xuống biển đi tới phía bắc của Iran Và chạy thẳng sang cái khu vực phía nam Iran Rồi đi tới khu vực uh, Pakistan và Ấn Độ Như vậy là một cái tuyến đường mà nó có thể cắt uh, Tới 2 phần 3 cái lộ trình Để đi trên biển để tới khu vực này Đấy, tuy ngắn nhưng mà nó rất hiệu quả cái tuyến đường của Trung Quốc thì tất nhiên là tham vọng của Trung Quốc chúng ta không nói rồi. Có nghĩa rằng ở đâu có cơ hội là họ sẽ dẫn đường tới bởi vì đấy là cái thế mạnh xây đường của họ. Cho nên là cái việc đấy chúng ta cũng thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái đáng nói nhất ấy. Và tất nhiên là Trung Quốc thì đường đỏ của họ đã phát huy được tác dụng rồi quý vị nhé. Là nó mang lại hàng nhiều nghìn tỷ đúng không ạ. Đấy còn đường của Nga với Iran thì nó chưa xong. Còn cái đường này thì nó mới chớ trêu này quý vị này. Cái đường này bây giờ tôi mới biết rằng là trị giá của nó cũng nghìn tỷ đấy chứ không phải là trăm tỷ hay là chục tỷ như chúng tôi nói đâu. Trị giá nghìn tỷ bây giờ cũng chưa biết là ai chi tiền và chi như thế nào. Chúng ta chỉ biết là Mỹ và châu Âu à, cam kết chi nhiều nhất trong khoản như này. Nhưng mà về mặt cơ bản thì nó không giải quyết cái gì ngoài việc cạnh tranh với tuyến đường của Trung Quốc ra. Đúng ạ. Nhưng có một cái vấn đề nó cực kỳ là 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 nhìn nó đã thấy ngứa mắt rồi. Tức là từ Ấn Độ đi tàu sang tới Ả Rập Xê Út đúng không ạ? Xong rồi từ Ả Rập Xê Út à, từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sang Ả Rập Xê Út, xong rồi đi trên bộ, xong rồi đi bộ sang Jordan, sang Israel xong rồi lại xuống biển. Đấy, xuống biển xong rồi bắt đầu lại lên trên đây lại đi trên bộ. Như vậy là cái con đường này của họ phải lên thác xuống gần mấy lần. Mà cuối cùng là gì? Cuối cùng thì nó cũng chỉ là một cái con đường cạnh tranh với lại cái con đường của Trung Quốc này thôi Đúng không ạ, chứ nó không có một cái gì khác biệt cả Giả sử nhé giả sử như là bây giờ tôi chỉ nói là nếu bạn là một cái người kinh doanh ở đây Cũng từ cái điểm này, ví dụ cái điểm này đi, đúng không ạ Gần trung tâm khu vực Trung Âu này Mà chúng ta chọn là kết thúc ở cái khu vực này đi Thì quý vị sẽ chọn đi con đường nào Đúng không ạ Rõ ràng là cái con đường này nó phải lên thác xuống gành chi phí và cồng cành và thời gian nó cực kỳ là là mất thời gian Trong khi tất cả con đường này đều là đường sắt đi trên bộ còn nếu bạn thích hơn ấy, thì bạn sẽ Trung Quốc họ sẽ xây một con đường cắt ngang qua cái này là hết phim luôn. Đúng không quý vị? Đây, từ cái điểm này phía tây bắc của Iran nhé. Cắt một phát tới khu vực đông nam của Iran. Không còn cái gì để nói nữa. Đúng ạ. Đấy, cho nên là cái con đường này chưa ra đời thì tôi đã nhìn thấy nó chết yểu rồi quý vị ạ. Con đường này mà nó đi vào Khánh Thành thì tôi sẽ gỡ kênh Phan Sơn xuống khẩn cấp. Vâng, và ai tham gia? Con đường này được tham gia bởi các đối tác như là Mỹ, Tất nhiên là chỉ là cái bị vong lục thôi, tức là một cái phiên bản ghi nhớ hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, à, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp, Đức, Ý và EU. Nếu như dự án được hoàn thành thì con đường từ Ấn Độ tới uh, châu Âu sẽ giảm tới 40%. Nhưng mà nó có một cái điểm là như này quý vị ạ. Là nếu tính ra trên đường bộ thì nó có thể nó không hiệu quả so với con đường của Trung Quốc. Nhưng mà đến trên đường biển ấy, thì nó lại không hiệu quả bằng đường đi qua kênh đào Suez của Ai Cập. Đấy, quý vị cứ để ý xem. Đúng không ạ? Thích đi đường biển thì cũng có đi đường biển luôn qua kênh đào này. Nó chỉ có, gần như nó xa hơn không đáng kể. Đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là con đường thuần túy bằng biển ấy, nó lại mang được theo rất nhiều hàng hóa. Và nó không phải bốc rỡ cái gì cả. Đúng không ạ? Giữa chừng. Còn con đường trên bộ này thì nó đi theo đường sắt thì nó cực kỳ nhanh và nó không không cần phải bốc rỡ cái gì cả. Đấy, cho nên cái câu chuyện ở đây nó gì? Là người Mỹ và liên minh này định tung ra một một hoặc vài nghìn tỷ đô chỉ để làm một con đường để mà cạnh tranh thôi. Tức là giảm, giảm cái sức mạnh của những con đường đang tồn tại của Trung Quốc, đúng không ạ? Của Ai Cập mà thôi. Chứ nó không có giải quyết một cái vấn đề hiệu quả của kinh tế một con đường sinh ra nó để giải quyết vấn đề hiệu quả kinh tế mà các bố sinh ra chỉ để trù dập con nhà người ta đúng không ạ mà không những không trù dập được mà chắc chắn có khi là còn chết ở đây nếu như mà người nga người ta lại thỏa hiệp với lại người trung quốc để mà người ta nối cái con đường hành lang đông bắc uh, nam bắc này vào cái con đường tơ lụa của ông trung quốc này thì thôi hết phim luôn có nghĩa là trung quốc không bỏ thêm đồng nào nữa ra để xây con đường này đúng không ạ thế thì cái dự án này nó chưa ra đời thì nó đã chết nó chỉ thể hiện muốn một cái điểm là gì thôi bây giờ các ông Tôi không đi đường của công, bởi vì tôi là kẻ thù công thì tôi đi đường công là các các ông sẽ giàu đi và tôi tôi cũng kiếm được tiền nhưng mà cơ bản công đi giàu đi là tôi đã không thích rồi. Đúng không ạ? Đấy, thế còn lại cơ bản là nó không giải quyết các vấn đề gì khác. Và trong cái đám vừa rồi thì trừ cái các nước Ả Rập mấy UAE ra thì uh, chúng ta thấy là các nước còn lại như Ấn Độ, đặc biệt là châu Âu, Ấn Độ và Mỹ là ba cái ông chủ sỏ là cái bông đều là kẻ thù của Trung Quốc và Nga. Mỗi thế thôi, cho nên là các ông mới tạo ra một cái con đường này để mà uh, gọi là cuộc chiến tranh hành lang, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy rõ ràng bây giờ đó là cuộc chiến tranh hành lang như con gì nữa. Nhìn vẽ thì có vẻ là đường nó ngắn nhất ấy, mà nhưng mà cuối cùng thì nó lên khác xuống gành, đúng không? Nhưng mà khi vẽ ra thì nó rất hấp dẫn bởi vì nó trên cái đường thẳng và nó vẽ ở trên giấy để ký với nhau cái kiểu ghi nhớ ấy thì nó rất dễ, nó rất sướng bởi vì ông Modi thì cũng sắp bầu cử tổng thống rồi, đúng không ạ? Ông Biden Biden cũng sắp bầu cử tổng thống rồi. Đấy, chúng ta thấy là EU bây giờ là cũng loạn xì ngậu lên, họ cũng cần những lối thoát về những cái thành tích nào đó. Đấy, và rõ ràng chúng ta thấy là tất cả những các bên lớn đấy đều có động lực để mà show cho bàn dân thiên hạ là chúng tôi đang có những thứ có thể thay đổi trời đất, đúng không ạ? Mà cạnh tranh còn cho chúng hất cảng Trung Quốc ra khỏi rìa nhưng mà với việc đổ hàng nghìn tỷ vào một dự án nhìn thấy là cái người nông dân như tôi nhìn thấy chưa ra đời nó đã chết rồi thì chắc chắn là đến khi mà rót tiền ra toàn các bố có sạn trong đầu ở nhà kinh tế thì chắc chắn là cái khả năng giải ngân nó thấp lắm cho nên kết cục con đường này là một con đường chính trị chứ không phải là một con đường kinh tế mà vốn các đoàn con đường sinh ra để phục vụ kinh tế cho nên là một lần nữa, đúng không ạ, các ông cử tri ở phương Tây mà cứ nhìn thấy như này mà bầu biếc vào rồi sau khi mà chính quyền nó đi vào hoạt động thì nó cũng sẽ luôn cái cái dự án này nó vứt vào sọt rác rồi nó lại quay trở lại với lại các kế hoạch bán vũ khí mà thôi. Đấy là chúng ta chưa kể các vấn đề khác nhé. Các vấn đề nó rất quan trọng là gì? Là để xây dựng những con đường như này ấy, thì cái việc cực xây dựng cơ sở hạ tầng không một nước nào người ta làm tốt như người Trung Quốc cả, đúng không ạ? những nước như ở châu âu bây giờ mà bỏ tiền ra để xây đường ấy nó làm cái cực kỳ đắt đỏ ở mỹ cũng vậy thôi bởi vì chi phí nhân công của nó quá ác liệt đúng không ạ cho nên là trung quốc họ làm cái việc này nó rất thần kỳ bởi cơ bản là nó có những công nghệ và cái nguồn chi phí uh, của các nước sở tại nó ký được những cái ấy để nó đi qua nó rất là rẻ cho nên là nó đã xây dựng được những cái này nó thành công đúng không ạ chứ còn mấy ông này mà xây dựng qua toàn nước uh, GDP trên đầu người cao ngất ngưởng này, qua mấy cái ông ả đập Ả Riếc này thì khó lắm. đấy là mỗi nói chuyện về xây thôi đấy, còn xây xong không biết để làm gì nó còn là vấn đề lớn nữa cả, đúng không ạ? còn tất nhiên là là ký thôi, chứ còn khó nhất vẫn là ông nào bắt đầu chi tiền ra mới là vấn đề lúc đấy chắc chắn là căng thẳng nhất. đấy. thực ra ấy, thì quý vị thấy là trong mỗi một cái dự án như này ấy, thì từ trước đến nay chúng tôi bất kỳ một dự án nào trong thế giới khi mà nó ra chúng tôi đều nhìn thấy đó là những dự án nó giải quyết được vấn đề gì đó mình không phải là chuyên gia nhưng mình cảm nhận được hay là dự án này nó có cái định hướng vào việc này việc kia nó rất rõ ràng đúng không ạ nhưng mà riêng cái dự án này mình nhìn thấy mình nghe thấy lúc đầu mình chưa nhìn thấy cái hành lang của nó nhưng mà mình nghe thấy nó buồn cười rồi đấy là nó sặc mùi chính trị nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy hành lang thì các cái vấn đề kinh tế của nó cũng có thể nói là vứt đi cho nên là rõ ràng là mình còn nhìn thấy như thế thì chắc chắn là những người khác người ta còn nhìn thấy nhiều vấn đề nữa putin hôm nay cũng nói rồi đúng không ạ cái hành lang của các ông này là một cái hành lang nó cũng mang cái tính chất giải quyết các cái câu chuyện về chính trị nhiều hơn là giải quyết cái bài toán kinh tế đấy là một cái người mà phát ngôn thận trọng và có người ở Ấn Độ là đồng minh mà ông còn nói như vậy thì rõ ràng là cái hành lang này nó có vấn đề thật đúng không ạ chúng ta sẽ đi tới những cái phần còn lại trong cái hội nghị thượng đỉnh của ông Putin và ông Kim Jong Un À, về cơ bản thì uh, những cái vấn đề xung quanh chúng tôi cũng nói giả dích từ hôm qua đến uh, trong ngày hôm nay nói đúng ra thì uh, cái cuộc họp này thì cũng nếu mà người nào quan tâm đến chính trị thì cũng không cần phải nói nhiều đúng không ạ quý vị cũng đã tự uh, nhìn thấy cái uh, vấn đề ở trong đó cũng như là tất cả những người trên thế giới thôi uh, rõ ràng là từ trước đến nay thì uh, triều tiên là một nước bị cô lập bây giờ nga thì phương tây cũng cô lập họ đúng không ạ nhưng mà bây giờ thì bản thân người nga với cái tài uh, lách cấm vận của họ cho nên họ cũng đã làm việc với đủ các nước bị cấm vận như Iran, Triều Tiên, Cuba, à, Syria, vân vân và cũng không có cái vấn đề gì đáng kể cả. Bởi vì bây giờ họ cũng đã bị cấm vận bởi phương Tây phần lớn rồi, chỉ còn lại họ giữ một chút thể diện với cái việc cấm vận của Liên hợp quốc mà thôi. Thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là đến thời điểm này không cần phải có một cái gì đấy nó kìm chế và xấu hổ nữa, đúng không ạ? Để liên quan đến hợp tác của hai nước. Các cái dư địa của hai nước nó phù hợp như nào với nhau? chúng tôi cũng nói ở đây chỉ có hai cái vấn đề lớn trong cái hợp tác của hai nước đúng không ạ trước khi địa bàn thì chúng ta đi qua một vài những diễn biến về cơ bản thì hôm nay thì hai ông ấy đã gặp nhau đầu tiên ở cái sân bay vũ trụ của nga và cái việc mà gặp nhau ở đấy rồi đi sờ tên lửa tên liếc ấy, cho thấy là cái trọng tâm của cái việc này không biết là về thực chất hay không nhưng mà ông putin và ông kim jong un cho liên hợp quốc một biết là chúng tôi đến đây để bàn về chuyện chinh phục vũ trụ chứ không phải là dùng tên lửa để tấn công nhà ai đúng không? Đấy, đấy là một cái điểm mà ông Putin ông cũng nói rất nhiều là chúng tôi muốn giúp người ta bởi vì người ta muốn chinh phục vũ trụ đấy chứ không có chuyện kinh tế hay là cái chuyện mà liên quan tới chiến tranh ở đây cả vốn nó nhạy cảm trong cái cấm vận của Liên hợp quốc. Thế thì câu chuyện kinh tế chúng ta nói tới trước đúng không ạ? Rõ ràng là Triều Tiên bây giờ có nguồn lực về con người nhưng mà có khan hiếm tất cả các vấn đề về tài nguyên lương thực cơ hội kinh doanh đúng không ạ mà trong khi đó người triều tiên hàn quốc đều là những người cực kỳ sáng tạo cơ bản thì họ vẫn là cái người là một cái gốc thôi cho nên là cái khả năng phát triển của họ và đặc biệt là họ là những người bị sức ép cho nên là không có cái chuyện là dành hai ngày cuối tuần ra để đi nghỉ đúng không ạ chắc chắn họ sẽ dành thời gian để làm việc như vậy là những cái đấy thì nó bổ sung vào nga một cách nó hoàn hảo luôn người nga thì một cái lúc mà nó bình yên thì người ta thờ ơ người ta không quan tâm đúng không ạ người ta không có phấn đấu tức là người ta không có thể hiện cái khát vọng như là người hàn quốc người triều tiên cho nên là bây giờ triều tiên mà hợp tác kinh tế với nga thì thôi khỏi nói Đấy là vấn đề mà chúng ta thấy cái ý hệ tư tưởng đã, đúng không ạ? Còn lại về vấn về thực tế thì chúng ta thấy rõ ràng bây giờ người Nga không chỉ có hành lang phương Bắc, họ đi tít lên trên vùng Bắc Cực mà bây giờ người Nga cũng đã nối cả cái chuẩn bị nối lại thông lại cái con đường dẫn khí đốt từ phương Tây sang phương Đông cho cả các dự án Sakhalin rồi Kamchatka rồi ở phương Tây vào một có nghĩa rằng là bây giờ họ tập trung hết sang cái khu vực phía bên này thì không khéo người ta sẽ biến uh, Hàn Quốc, uh, Triều Tiên trở thành một cái trung tâm, đúng không ạ? Phân phối giống như kiểu thổ kỳ, uh, thổ nhĩ kỳ đấy, phân phối khí ga của họ sang toàn thế giới rồi là các cái dự án hai bên hay ký kết với nhau về việc hợp tác kinh tế hợp tác uh, năng lượng hợp tác uh, môi trường có nghĩa rằng tất cả các cái việc phát triển kinh tế có nghĩa từ ngày xưa đến giờ ấy quý vị nghĩ tới triều tiên quý vị chỉ nghĩ tới cái việc là họ phát triển vũ khí để bảo vệ đất nước thôi đúng không ạ thì bây giờ bỏ qua những vấn đề đấy là khi mà triều tiên gặp nga bây giờ có nghĩa rằng là họ trở thành một cái quốc gia đang có khao khát để mà làm kinh tế đấy là một cái điều nó rất khác biệt đúng không ạ và nếu họ làm đấy với nga thì khẳng định là hai nước đấy có thể tạo cho nhau những điều kiện để phát triển rất tốt trong thời gian tới còn chúng ta không đi vào chi tiết chúng ta chỉ biết là nó rất tiềm năng mà thôi và người nga thông qua việc hợp tác với triều tiên cũng khẳng định cái điều mà ông putin nói ngày hôm qua có nghĩa rằng là họ sẽ coi việc phát triển ở khu vực viễn đông trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nước nga trong thế kỷ 21 và cái điều đấy tôi nghĩ là cũng là điều bình thường bởi vì bây giờ thì người nga và phương tây cũng đã quay nhau quay lưng lại với nhau rồi các cái vấn đề ở lưng chừng ví dụ như là Hàn Quốc ơ, Triều Tiên có thể trở thành một cái nước để mà luân chuyển những thứ cấm vận cấm viết của Trung Quốc với Nga tất nhiên cái điều đó cũng có nhưng mà chúng ta cũng không bàn đúng không ạ bởi vì trong tất cả những cuộc họp này thôi tôi thì khẳng định với quý vị rằng sẽ có một chuyên gia cao cấp của Trung Quốc họ tham gia uh, chẳng qua họ không ra mặt thôi đúng không ạ để điều phối các cái việc đó bởi vì chúng ta vẫn thấy Hàn Quốc là một trong cái dự án rất quan trọng của hai nước này à, xin lỗi Triều Tiên toàn nhầm hai cái ông này nhưng chúng ta bỏ qua cái thuyết âm mưu đấy chúng ta đến cái khía cạnh thứ hai đó là đang diễn ra một cuộc chiến ở ukraine rõ ràng người nga đang có những cái ý đồ những kế hoạch lớn trong thời gian tới và kế hoạch lớn đấy cũng không thể thực hiện được nếu như mà hoặc là rất khó nếu không có sự tham gia của triều tiên đó là những cái hàng triệu quả đạn pháo hàng nghìn khẩu pháo hàng nghìn khẩu pháo phản lực đúng không ạ thậm chí có cả xe tăng nữa cũng có đấy và tất nhiên là hàng triệu uh, lính hàn quốc có thể tham gia vào dưới hình thức nào đó Rõ ràng là Nga cần ở một thời điểm đó họ phải giải quyết một cái bài toán là có một cái đợt tấn công lớn đúng không ạ? Và rõ ràng chúng ta thấy sự có mặt của Triều Tiên nó như là cậu nằm mấy mợ. Đấy, có nghĩa rằng không có gì để nói vấn đề đó. Thì như vậy trong cuộc họp này chúng ta cũng không biết là hai ông ấy định làm gì với nhau. Rõ ràng là phía Ukraina, phía Nga chắc chắn sẽ cung cấp cho Triều Tiên những công nghệ liên quan tới tên lửa vệ tinh còn vũ trụ thì tôi nghĩ là bây giờ cũng đang chết đói đúng không ạ mơ gì đến vũ trụ làm gì cho nó mệt ra nga còn còn chả quan tâm gì đến vũ trụ nữa nè. hôm trước phóng xong một cái chắc là cũng vì cũng không quá cầu kỳ đúng không ạ cũng quá cầu thị cho nên là nó không thành công mình nói ví dụ vậy thôi có nghĩa rằng là hai đất nước này không phải trong hoàn cảnh để mà họ có thể thám hiểm vũ trụ một cách nó, nó đơn giản tại thời điểm này đúng không ạ cho nên là họ nói như thế để cho liên hợp quốc đỡ chạnh lòng đỡ đỡ gọi là đỡ kiểu như bị uh, nga qua mặt thôi chứ còn vấn đề vẫn là thứ nhất hợp tác kinh tế hợp tác kinh tế như tôi vừa nói nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề cấm vận liên hợp quốc hợp tác quân sự tất nhiên nó lại càng hơn nữa đúng không ạ cho nên là họ đã bỏ qua hai yếu tố đó họ chỉ nói tới việc hợp tác phát triển vũ trụ và những cái hợp tác gì đấy mang lại thịnh vượng của hai nước mà thôi đấy cái việc hai cái câu nó kiểu như vậy nhưng cho dù nó là hợp tác quân sự hay kinh tế thì đây vẫn là một trong những cái có thể nói là cái sự kiện quan trọng đúng không ạ Quân sự thì giải quyết được cái vấn đề quân sự trước mắt, nhưng mà kinh tế thì nó giải quyết được vấn đề trên đường dài và nó quan trọng hơn cả quân sự nữa, đúng không ạ? Nhưng mà người ta cũng không thể bỏ qua các cái vấn đề trước mắt ở trên chiến trường Ukraine, Vốn nó cũng đến thời điểm rồi. Đấy là những cái mà chúng ta có thể suy nghĩ chung chung về như thế, còn lại diễn biến thì chúng ta biết là hai ông ấy gặp nhau, à, chúng ta có thể để ý một vài những cái lời tuyên bố. Ví dụ như là ông uh, sau khi họp hành xong thì hai bên dẫn nhau ra nhà hàng. Đấy là một cái uh, bữa có thể nói rất hoành tráng, nhìn thực đơn gọi là hoa hết cả mắt lên. Ông uh, Kim Jong Un thì nói rằng là uh, ông uh, uh, hoàn toàn ủng hộ người Nga trong cuộc chiến, trong việc người Nga đứng lên tiến hành một cuộc chiến chống lại những thế lực bóng tối, thế lực ác quỷ để bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước và người Triều Tiên sẽ đứng cạnh người Nga để chiến đấu với lại những chủ nghĩa bá quyền tới cuối con đường, tức là ủng hộ cả hai tay hai chân. Và người Triều Tiên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là Nga sẽ nghiền nát những kẻ thù à, bây giờ đang tập trung là những cái đám ác quỷ đấy. Và chúng tôi chúc nhân dân Nga sẽ đạt được hạnh phúc rồi là sức khỏe rồi thịnh vượng vân vân và chúc vị tổng thống đáng kính điều này điều nọ vân vân. Đại khái là không còn cái lời nào tốt đẹp hơn dành về phía cho ông Putin. Còn ông Putin thì cũng chúc lại tương tự cái kiểu như thế. Tuy nhiên thì những lời của ông nó không hùng biện. Nói về những tình bạn cũ giữa hai nước từ thời bố và ông của ông Kim Jong-un đã tốt đẹp với người Liên Xô từ ngày xưa. Rồi là chúc nhân dân uh, Triều Tiên thịnh vượng và cũng tin tưởng là với sự lãnh đạo rồi là cái uh, việc mà cho tố chất của nhân dân thì chắc chắn là Triều Tiên sẽ trở thành một cái đất nước phát triển trong tương lai. Vâng, nhưng có một cái điểm nó đáng lưu ý là sau khi hai ông ấy tổ chức họp 4 5 tiếng với nhau có cánh phóng viên thì uh, sau đó là họ đã khép cửa, không cho phóng viên vào nữa và chỉ hai ông ấy cùng với một vài người có trách nhiệm thôi, bổn phận để họp kín với nhau, đúng không ạ? Cho nên là rất có khả năng hai ông ấy trong đấy à, lôi cái điện thoại à, của Nga mới sản xuất ra khoe cho ông Triều Tiên, đúng không ạ? Còn Triều Tiên thì lôi cái tàu nhầm ra để khoe cho phía Nga. Hoặc là một cái việc nào đó động trời, chúng ta không biết được. Nhưng quý vị có thể để ý nhé, nếu như mà tất cả những cái việc vừa rồi xảy ra, nó theo cánh uh, báo chí và cùng cộng ấy thì nó không cần thiết phải hai cái con người mà rất hạn chế để đi lại này để gặp nhau đúng không ạ? Rõ ràng nó phải là một cái việc cực kỳ cực kỳ quan trọng nhất từ trước đến nay đối với hai đất nước này thì họ mới gặp nhau. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái thông tin mà nhiều nơi trên cộng đồng thế giới người ta bảo là tin động trời. Đấy, tôi thì không thấy là động trời nhưng mà có nghĩa là rất quan trọng. À, thông tin về việc là Trung Quốc sẽ thiết lập một cái khu vực đặc biệt đấy để mà hối thúc phục vụ cái vấn đề là hối thúc cái việc thống nhất một cách hòa bình với Đài Loan. À, họ sẽ thành lập cái trung tâm đấy ở cái tỉnh Phúc Kiến đấy, và trọng tâm chính là cái thành phố Hạ Môn đối diện với lại Đài Loan. Chúng ta biết là toàn bộ cái tỉnh Phúc Kiến này và những thành phố ven biển đối mặt với Đài Loan thì cái người Đài Loan đúng không ạ, họ hàng thân thích, họ sống ở dọc hai bên bờ này rất nhiều và trung quốc bây giờ đã biến cái khu vực này trở thành cái trung tâm đấy trung tâm thì mình không biết đặt tên như nào mình nôm na nó là cái trung tâm hòa giải thống nhất tất cả mọi thứ và ở đấy thì người ta sẽ đầu tư tất cả những cái nguồn lực quyền lực nguồn lực mềm đúng không ạ để mà lôi kéo đài loan trở về với trung quốc một cách hòa bình đấy mình cứ hiểu nôm na như vậy còn thì nó sẽ như nào Quyền lực mềm là những cái gì? Có nghĩa rằng ở đây người ta sẽ sâu ra tất cả những cái hay ho để mà cái việc mà Đài Loan trở thành chung, về về Trung Quốc đúng không ạ? Ví dụ như là như tôi nói ngày xưa đấy là bây giờ chất lượng sống này, văn hóa này, đúng không? Họ hàng thân thích ruột thịt này, rồi là hòa bình này, đúng không? Rồi uh, phúc lợi xã hội này, thậm chí là có những cái ưu tiên của người Đài Loan quay trở về làm ăn rồi uh, mở doanh nghiệp đúng không ạ? À, chính sách trợ cấp rồi đại khái là những cái này ấy mà thì có nghĩa là mấy ông Trung Quốc ông là chùm đấy bây giờ họ sẽ tổ chức toàn bộ cái khu vực này chỉ để dành cho cái việc đó thôi có nghĩa rằng mình nôm na mình hiểu này nhá nếu như mình là người du lịch quốc tế hoặc mình người Đài Loan mà mình đến uh, cái khu vực của tỉnh Phúc Kiến ở những khu vực phát triển này thì mình sẽ thấy nó như đến như một thiên đường nó thể hiện tất cả những cái thứ hay ho nhất của Trung Quốc đúng không ạ và có những cái lời động viên để các ông quay trở lại Trung Quốc một cách hòa bình và đằng sau sẽ là một vài những cái hình ảnh hãi hùng nào đó cho thấy là nếu các ông không quay trở về hòa bình thì đã hết thời gian sử dụng cà rốt. Sau đó sẽ có những cái cây gậy ở đằng sau. Đúng không ạ? Đấy. Tôi kiểu hiểu nó nôm na kiểu như vậy. Theo chính phủ Trung ương Trung Quốc thì họ đã chính thức ra sắc lệnh vào ngày thứ ba hôm qua. Cho biết Phúc Kiến sẽ trở thành một cái trung tâm, một khu vực để mà thể hiện, biểu hiện cho cái quá trình phát triển hội nhập giữa hai uh, uh, miền một cách hòa bình tiến tới việc thống nhất đất nước. Ngoài việc là Phúc Kiến sẽ đem tất cả những thứ hay ho như tôi vừa nói quý vị thì chính sách của Trung Quốc uh, và sẽ uh, ưu tiên để mà th uh, thúc đẩy những cái hình ảnh và những cái giá trị của những người Đài Loan yêu nước đấy sẽ được hưởng một cái cuộc sống có thể nói là thái bình thịnh trị. À, vân vân tất cả bla bla à, khi mà họ hướng tới việc đoàn tụ với lại à, Đài Loan với Trung Quốc à, theo một cách hòa bình nhất có thể đấy đặc biệt là gì là Trung Quốc họ sẽ đưa ra một loạt những cái chính sách khuyến khích bằng việc là tài trợ rồi là ưu đãi những cái chính sách phúc lợi xã hội cho những cái người Đài Loan đăng ký để trở thành những cái công dân à, tạm thời ở cái tỉnh Phúc Kiến các doanh nghiệp của Đài Loan hoạt động ở vùng Phúc Kiến thì sẽ được ưu đãi từ A đến Z kiểu như vậy. Chính quyền Phúc Kiến sẽ tung ra hàng loạt những cái chiến dịch nhằm để mình cứ nói nôm na có nghĩa rằng là hầu hạ từ từ chợ đầu đến chân đối với lại những cái công dân mà yêu nước từ Đài Loan sang. Nôm na như vậy. Và sau một thời gian nữa thì không chỉ phát triển ở Phúc Kiến mà còn có thể lan ra tất cả những cái tỉnh thành tương tự ở xung quanh, đồng thời là lan ra cả các khu vực cả nước của Trung Quốc, lên cả tới những khu vực Côn Minh rồi là An Huy, Hồ Bắc vân vân. Vâng, không biết thế nào, không biết ý kiến của quý vị như nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái cái cách hành xử chính trị đúng không ạ? Một cái bài Chiêu bài chính trị phải nói là hết sức thông minh, hết sức là thâm thúy. À, bởi vì rõ ràng không biết là người Trung Quốc có làm gì với Đài Loan hay không, nhưng đây là một trong những cái 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 mà họ chia tay ra, đúng không ạ? Mềm mỏng trước đã, còn không biết họ có làm cái cây gậy không. Nhưng rõ ràng là cà rốt rất ngon. đấy Chúng ta cũng không đủ kiến thức để có thể đi tới kết luận là liệu nó có thành công hay không, à, vì chúng ta không biết nhiều về Đài Loan, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng là Trung Quốc sẽ có đủ tất cả những nguồn lực bởi vì theo như nhận định của nước ngoài ấy thì cái việc này nó là một cái chính sách rất hiệu quả rất hay nhưng quan trọng là phải có nhiều tiền không để mà có thể tài trợ cho một cái đất nước mà nó cũng vốn nó cũng giàu nó cũng không nghèo đúng không ạ đấy đấy là một cái việc đấy nhưng mà trung quốc thì do có rất nhiều tiền cho nên là cái việc đấy không phải là vấn đề lớn còn lại thì chúng ta chỉ biết là những cái đây là một cái sáng kiến tuyệt vời đấy, và cũng không biết là trung quốc cũng sẽ có những cái hành động sau củ cà rốt thì có cây gậy sau đó hay không và liệu Đài Loan sẽ có những cái lựa chọn như thế nào nhưng mà với những cái cách làm như này thì chúng ta thấy rõ ràng Trung Quốc thích một cái chính sách đoàn tụ hòa bình và đầu tư vào cái việc đấy nhiều đúng không ạ và nếu như họ có đủ tiền chính cái xã hội của họ sẽ tiếp tục phát triển về vấn đề kinh tế về văn hóa về kinh tế, về văn hóa, về những cái ảnh hưởng chính trị Có nghĩa rằng là những quyền lực mềm của Trung Quốc trên thế giới Và kể cả quyền lực cứng nữa Nó càng ngày nó càng tăng Thì cái khả năng thông qua chính sách này nó sẽ hút Đài Loan về với lại đại lục là nó càng ngày nó càng tăng Trước đây thì người Mỹ từng nói rằng là họ rất hoan nghênh là việc Đài Loan với Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình, thịnh vượng thì không biết là nếu như mà trong bối cảnh như này thì Trung Quốc người Trung Quốc chắc chắn là sẽ rất là thích thú khi mà họ nhìn thấy đối tác của họ sẽ chúc tụng Đài Loan đúng không ạ? Là có cơ hội quay trở lại với Trung Quốc một cách hòa bình như thế nào. Chắc chắn là người Mỹ sẽ rất vui vực, rất vui vẻ trong ngoặc kép. Vâng, chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với một câu hỏi của một quý vị liên quan tới nước Mỹ và liên quan tới những cái việc mà ngày hôm nay phía Mỹ họ đã thống kê là chính thức nước Mỹ đã chuyển ra cho Ukraine những cái phiếu ngân cái ngân phiếu tổng cộng lại tới thời điểm này đã là 111 tỷ đô la Mỹ. Đấy là đã chuyển quý vị nhé. Còn cam kết thì chúng ta sẽ thấy là con số nó khổng lồ hơn. Và quý vị nói rằng là thế cái việc mà người Mỹ người ta giúp Ukraine như thế này thì nó thể hiện cái vấn đề là rửa tiền như thế nào ở trong chính phủ Mỹ. Đấy, tức là bạn ấy nói rằng bạn chưa hiểu cái việc là đây là một cái cỗ máy rửa tiền khổng lồ. Vâng, chúng ta sẽ sang với bản đồ của nước Mỹ nào. Chúng ta lại đi từ vấn đề ABC đúng không ạ? Để mà nó nó như là một cái việc mà từ ABC thì chúng ta sẽ từ nay nó trở thành một cái kiến thức nó thường trực luôn. Nó rất là hay. Chúng tôi cũng có nhu cầu học lại những cái điều như vậy giả sử như bây giờ chúng ta có một cái um, sản xuất ra một cái gì đấy để mà kiếm tiền nó thật nhanh đúng không ạ thì chúng ta thấy rất rõ uh, là sản phẩm nào ra bây giờ nó cũng rất khó phải cạnh tranh rất ác liệt phải thay đổi lên đời xuống cấp rồi phải chi phí đầu đào tạo phát triển nhân viên rồi nghiên cứu này nọ tức là bạn cứ thấy là các công ty bây giờ mà ra đời để muốn làm giàu nó rất khó nó không như ngày xưa nữa nó không còn những miền đất hoang đúng không ạ mà phải cạnh tranh và phải chiều được khách hàng khó tính đấy. thế nhưng mà nó có một cái lĩnh vực mà nó rất hợp tế mạnh với người Mỹ đấy là họ phải họ sản xuất ra những cái loại vũ khí đúng ạ một cây khẩu súng sinh ra thì nếu như mà đơn thuần đấy mà nói ấy, thì nếu mà nó hòa bình thịnh trị thì người ta không cần súng người ta vẫn sống được đúng ạ ở nga sản xuất ra một cái bánh mì thì người ta thế giới có hòa bình hay không người ta vẫn phải ăn bánh mì người ta mới sống được nhưng mà ngược lại là người mỹ sản xuất ra súng nó đắt hơn bánh mì rất nhiều uh, giá trị nó rất cao nhưng mà nếu mà nó cứ thế giới nó có hòa bình thì người ta không thể ăn súng để người ta sống được đúng không ạ đấy mình hiểu cái vấn đề abc nó như vậy đấy là chưa kể là ăn súng xong lại phải ăn đạn nữa việc sản xuất ra súng đạn khó không khó rất nhiều so với bánh mì đúng ạ nhưng mà chúng ta chỉ cần quay trở lại cách đây 20 năm thôi có nghĩa lúc bây giờ thì kể cả những máy bay tối tân của Mỹ bây giờ như là F-16 thì nó cũng đã sản xuất ra rất nhiều. Các loại vũ khí bây giờ người Mỹ bán ra nó toàn sản xuất trước đây 20 năm. Có nghĩa rằng là vấn đề sản xuất bây giờ không phải nghĩ nữa, đúng không ạ? Mỹ đã có và sẽ có đủ các cái kho hàng để mà bán. Có nghĩa rằng không cần phải lo gì về cái việc nghiên cứu phát triển để sản xuất ra những cái vũ khí để bán nữa. Như vậy là về mặt nguồn hàng khỏi lo, đúng không ạ? và cái việc này nó cũng là việc nhẹ lương cao có nghĩa rằng bán ra một khẩu súng thì có thể là sống gọi là tẹt ga trong vòng một vài năm đấy thay vì bán bánh mì nhưng mà như tôi nói là một trong những cái điều mà nó khó về cái việc bán súng là nó cứ hòa bình thì chả ai dần súng cả như vậy là phải có chiến tranh đúng không ạ cũng như là bây giờ nhà mình thì kinh doanh cái quan tài đi mình nói như thế cho nó dễ, nó, nó dễ hiểu đi còn thằng bên cạnh hàng xóm nó kinh doanh phở đúng không ạ Thế thì bây giờ mình bán quan tài phải có người chết, đúng không? Thì mình mới kiếm ăn được. Nhưng mà bình thường không sao thì chả có ai nó chết cho. Đấy, nó cứ ăn phở xong rồi còn sống lâu nữa. Đấy, thế thì rõ ràng một việc là gì? Là muốn có quan tài thì mình phải có những người chết xung quanh, đúng không ạ? Mình cứ nói như thế cho nó vui những quý vị nhé, chứ đừng có nặng nề. Đấy, tôi nói về chuyện này nó cũng thoải mái mà. Mình đọc nhiều cái chuyện hài hước đó, cái việc này rồi và nona bây giờ mình cứ tưởng tượng là ông bán quan tài là ông mỹ đúng không ạ và ông bán phở là ông nga đấy thế thì bây giờ cái câu chuyện là mình phải cái việc đầu tiên là người mỹ phải đi kiếm cái bọn giang hồ nào đó để nó gây ra những vụ đánh nhau uh, xung quanh uh, nga đúng không ạ để mà uh, nó bảo là phía nga là nó bán uh, phở có thuốc độc ở khu vực này đấy nếu như mà ăn vào là con cháu sau này là phát triển trí tuệ này nọ kém cỏi vân vân đúng không đấy rồi là nó bán phở xong dần dần là nó sẽ nô dịch nó bán nó chiếm đất đai các thứ của các nhà xung quanh thế thì vì vậy là các cái bọn xung quanh hàng xóm nó mới mang dao gậy gộc đến nó đòi xử lý nga đúng không ạ thậm chí là người mỹ ban đêm còn lẻn vào trong cái nhà hàng của những người nga xong rồi bỏ thêm một vài cái thứ chất vào trong cái bát phở cái nồi nước dùng ấy đúng không ạ đấy kiểu kiểu như vậy và như vậy rõ ràng là không biết là ăn phở có chết không Nhưng mà rõ ràng có đánh nhau Đấy có đánh nhau và có người chết Và có người chết thì có người sử dụng dịch vụ quan tài tang lễ Thế thì cái câu chuyện vũ khí nó phức tạp hơn một tí Nó không thô như thế nhưng nó cũng gần giống như vậy Đúng ạ là nó cũng liên quan đến chết chóc nhưng mà kể cả không chết chóc thì nó không cần gây cuộc chiến ra nó chỉ cần gây ra các mối đe dọa thôi đúng không ạ thì cũng có thể là khiến người ta phải mua súng ống đấy còn hay hơn nữa là nó khiến cho người ta đánh nhau thì người ta càng ngày càng phải mua súng ống nhiều hơn mà đã mua súng ống rồi thì nó rất khác với các loại mặt hàng khác đúng không ạ? Là sẽ phụ thuộc vào cái sự kiểm soát. Đấy có thể nói là mất cả cái chủ quyền về chính trị những như an ninh đối với cái đất nước đấy. Và nếu mà không có đủ tiền thì nó lại cho vay tiền để mà mua súng ống đúng không ạ? Như vậy là bây giờ cái vòng luẩn quẩn và vòng vòng gọi độc ác nó bắt đầu. À, chúng ta không đi lại về cuộc chiến nó đã xảy ra như nào nữa đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ nó đang xảy ra rồi, có nghĩa rằng là nó qua cái giai đoạn phở phiếc các thứ rồi. Thế thì hàng tuần quý vị vẫn thấy là người Mỹ đưa ra một cái gói trị giá có thể là một vài trăm triệu đô. Đúng không ạ? Cho tới hàng thậm chí có tuần lên tới cả gần tỷ đô. Như vậy là gì? Đến thời điểm này nó cộng vào nó lên tới cái 111 tỷ đô là một cái chuyện nó hết sức bình thường. Vậy thì cái, cái vũ khí đấy nó lấy tiền ở đâu ra quý vị? Đúng không ạ? Để mà người Mỹ gửi cho người Ukraine. Nhiều quý vị bảo là thế nguồn tiền đấy là tiền Mỹ gửi viện trợ mà. Viện trợ nhiều thì làm sao mà người Mỹ có lãi được, đúng không ạ? Thì thực tế là nó viện trợ nó tùy từng nước. Thông thường thì nó có thể 10%, 20%, 30%, 5% hoặc có thể là không có. Đúng không ạ? Nhưng mà không có bao giờ có cho không. Mà kể cả có cho không đi chăng nữa thì quy quy luật kinh tế ở đây nó vẫn có. Có nghĩa rằng mình cứ tưởng tượng như là người ta viện trợ 10%. Đấy, còn lại 90% là người ta bán, đúng không ạ? Và bán thì tất nhiên là Ukraine cũng không có tiền để trả đâu Cho nên là nó dưới dạng các cái khoản nợ Đấy, Nhưng mà tại sao nợ mà nó lại kiếm được ra tiền Ví dụ như là kể cả 90 hay 90 này Thì quý vị thấy là tiền nó lấy ở đâu ra quý vị Tiền người Mỹ lấy ra từ những người dân đóng thuế Đúng ạ Những ông thấp cổ bé họng ở các tỉnh thành này Đóng thuế vào Đấy Và để người Mỹ Ví dụ như là ngày hôm nay họ ra một gói 200 triệu đô Đúng ạ Thì họ lấy cái tiền đấy mình cứ không biết nó từ đâu ra, nhưng mà gốc thì nó lấy từ túi của người dân ra. Không biết là số tiền đấy là để viện trợ hay là để bán, nhưng mà cơ bản nó vẫn là từ tiền người dân ra. Đúng ạ? Đấy, thế thì cái câu chuyện là không cần phải lãi hay lời thậm chí lỗ ở đây, nhưng mà cái quan trọng là muốn cái tiền đấy không phải là tiền để chuyển cho Ukraine, mà tiền đấy là tiền để mà mua vũ khí rồi mới chuyển cho Ukraine, đúng ạ? Và mua vũ khí thì mua vũ khí ở đâu? Nếu như mua vũ khí của Trung Quốc thì có được không? Không được, đúng không ạ? Mà phải mua vũ khí của chính các ông ở Hoa Kỳ. Đấy. Và như vậy là gì? Chúng ta sẽ thấy là họ sẽ lấy 200 triệu đô mà tiền của dân đấy để mà người ta mua cái vũ khí được các công ty sản xuất vũ khí ở Hoa Kỳ. Mà vốn thì vũ khí đã có sẵn rồi. Và người ta mua với giá nào? Không cần quản biết. Quan trọng, giá càng cao càng tốt. Đúng không ạ? Ukraine cũng hài lòng với điều đấy. Bởi vì rõ ràng là cả nước trả nợ mà con cháu trả nợ mà đúng không ạ và nếu không mua giá cao thì người mỹ cũng không bán cho đâu không viện trợ đâu cho nên là mua giá cao cao càng tốt bởi vì là không cần phải có một quy luật kinh tế liên quan tới hiệu quả gì ở đây mà quan trọng là giá đẩy lên cao thì có nghĩa là cái thương vụ rửa tiền nó càng thành công đúng không ạ thế thì bây giờ 200 triệu đấy là một cái gói vũ khí đi nếu như mà không gói vũ khí chẳng hạn như là nó gói nó chỉ có 80% vũ khí À, 20% hai mươi dành cho việc khác và khoảng năm chuyển sang để trả lương cho chính phủ ukraine thì chỉ có năm đúng không ạ nó chuyển sang cho ukraine mà thôi đấy thì cái khoản này là chúng tôi cũng không biết là ai ăn được đúng không ạ sang chắc là chính phủ ukraine ăn nhưng mà chín mươi còn lại thì nó sẽ chạy vào cái tài khoản của bộ quốc phòng rồi từ bộ quốc phòng chạy vào các cái thanh toán cho các nhà thầu quốc phòng đúng không ạ các công ty sản xuất vũ khí với mức giá cao nhất đúng không ạ? Các ông cứ hét giá trên trời giống như kiểu là hay kiểu đút tay đấy, đúng không quý vị? Đút tay thì ông báo giá mặt hàng này cho chúng tôi, một cái máy tính mà thị trường nó 8 triệu thì ông báo lên 10 triệu, đúng không? Ông cứ báo 10 triệu. Tôi kiếm thêm lấy được 2 triệu để mà kiểu cho những người nghèo ấy mà, đúng không? Còn cần thì tôi lại đá lại cho ông khoảng Hai ba trăm kiểu kiểu như vậy, hai bên đều có lợi. Thì cái câu chuyện là giá nó không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là những đồng tiền đấy nó nằm lại ở nước Mỹ, nó thanh toán qua Bộ Quốc phòng nhưng mà cuối cùng thì nó cái vấn đề nó là nó rơi vào các công ty sản xuất vũ khí quý vị ạ. Tức là phần lớn, đúng không ạ? Nếu không muốn nói là 100%, gần 100% nó nằm lại ở nước Mỹ. Đấy. Và như vậy là gì? Người ta đã hợp pháp lấy từ tiền của túi người dân đúng không ạ chạy một cách lòng vòng nào đó nhưng mà thực tế thì nó chui ngay vào cái túi của mấy ông sản xuất vũ khí đấy còn mấy ông sản xuất vũ khí ở đấy thì quý vị biết rồi đúng không là có thể là những chính khách và tất nhiên là quý vị biết là cái gì để ra được cái gói 200 triệu này thì là chính là những người nghị sĩ đúng không ạ những người thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ ủy ban này ủy ban kia rồi uh, thông qua các cái chiến dịch truyền thông đúng không ạ? Vân vân các công chủ truyền thông vân vân. Tức là tóm lại là có một cái giới đông đảo nào đó đã được hứa để mà chia chác những cái phần tiền mà 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 sẽ rót vào tay các nhà tài phiệt. Đấy, từ cái nhà tài phiệt này thì tiền đấy nó lại chia cho mấy cái ông chạy chính sách đấy, đúng không? Mỗi người một tí. Nhưng mà cơ bản chỉ là một tí thôi, còn phần lớn thì nó vẫn sơi tái và mấy vị này thì sẽ chưa ra là biểu quyết là uh, có chuyển vũ khí cho Ukraine không thì chưa ra hỏi người ta đã giơ tay rồi kiểu là như vậy và núp dưới những cái uh, chiêu bài là uh, là phải kiềm chế người nga bởi vì người nga là kẻ thù của người mỹ đấy và như vậy rõ ràng là trước đó thì cũng đã chiến dịch truyền thông để bài nga rồi cho nên là những việc các vị ấy làm thì dân chúng có rất ủng hộ bởi vì là cả nước ghét nga đúng không đấy cả một cái vòng đấy nó là một cái quy trình khép kín chuẩn chỉnh mà người mỹ đã là chùm trong lĩnh vực đấy vâng tưởng là kế hoạch rửa tiền nó khổng lồ nó phức tạp gì nhưng mà đơn giản nó rất nó rất đơn giản chẳng qua nó chỉ đi lòng vòng qua hai bước đúng không ạ và nó quay trở lại túi của những cái nhà tài phiệt đấy những nhà tài phiệt đấy sẽ làm gì với đồng tiền đấy với những cái người ra những chính sách đấy thì đấy là cái quá trình nó tham nhũng còn lại quá trình rửa tiền, nó chính là việc tiền của người dân, đúng không ạ, đấy, mua vũ khí gửi cho Ukraine. Rõ ràng là cái việc đấy, nhưng mà cuối cùng làm thế nào đó, nó đã hợp pháp, nó quay trở lại túi của mấy ông ở trong nước. Còn lại thì cái vũ khí mà trị giá đáng nhẽ nó chỉ có 2 đô thôi, đúng không ạ, nó sang Ukraine nó trị giá nó 10 đô, mà 100 viên đạn thì nó chỉ còn có 30, 40, 50 viên đạn thôi, còn đâu nó chạy đi đâu hết. Có nghĩa rằng là nó sang đây nó lại bị luộc tiếp một lần nữa. Đấy, nó giống như kiểu ngày xưa bọn tôi đi hồi bé, đi đi trung thu chơi Thế mình ra đến cửa làng, một thằng nó trấn, nó có tờ 20.000, nó sơi luôn 5.000 Xong nó bảo là tao không trấn lột đấy thì đến đầu kia lại có bọn nó trấn lột hết của chúng mày Thế nó ác nó lại giảm mình 15.000, sau đó đến đầu kia nó lại làm nốt 5.000 nữa quý vị ạ Và đến cái thằng cuối cùng nó làm luôn 5.000, cuối cùng mình đến chỉ còn mỗi 5.000 nó chả mua được cái gì cả bởi vì hồi đấy thì chấn lột nó vẫn là còn có tâm đúng không ạ? Vẫn là cái dạng trẻ trâu cho nên nó đã trả lại tiền. Thậm chí nó lấy tờ 20.000 của mình nó đi đổi xong nó trả lại 15.000 mà mặt nó vẫn lạnh tanh. Đấy. Nó vẫn tỏ ra rất nhân đạo. Tôi thích cái bọn cướp đấy hơn là những cái bọn cướp kiểu này. Chúng ta gọi là cướp có tâm ấy. Đấy, thế quý vị như vậy thì tôi cũng chỉ hiểu biết nó nôm na như vậy thôi đúng không ạ và tôi tin chắc với quý vị rằng là cái vòng này nó không chật đi đâu cả nhưng như thế này nó đơn giản thôi mà nó là vòng kim cô đấy rất nhiều người thoát khó thoát khỏi cái vòng này lắm vì thế cho nên chúng ta mới thấy một điểm là gì cái thế giới ngầm này đúng không ạ nó có nhiều kiểu nó không chỉ vũ khí nó có dược phẩm nó có dầu mỏ nó có tài chính nó có y tế nó có đồ ăn nhanh, nó có đồ thực, đồ thứ đấy. thì khi mà nó muốn tìm ra là trong quá trình mà lobby những cái này nó mệt, phải đi từng thằng một, từng thằng một uh, thuyết phục và thậm chí về sau lại 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 đưa lại nó lại khó rồi là tranh chấp. thì ngay từ đầu những cuộc bầu cử nó phải đi tìm đúng không ạ? nó phải đi tìm nó thông qua một các cái đại lý, các đại lý để hoạt động hợp pháp, đóng thuế. Đấy, ông thì mảng là tìm các đại lý tìm mảng ăn nhanh, mảng dầu khí, mảng vũ khí, mảng thuốc men, thực phẩm vân vân đúng không ạ? Thì người ta mới đi tìm nó mới có những cái ông nghị sĩ như kiểu Lindsey Graham ấy, ra những cái tuyên bố là giết người Nga nó rẻ đến như vậy đúng không ạ? Bởi vì là đằng sau nó là những cái người người ta đã tuyển ông ấy bằng cái 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 chính sách lobby của cái bọn tập đoàn trị này từ trước rồi đấy và thậm chí là với vị một tổng thống thì uh, riêng tổng thống thì uh, chúng ta lên tuyển một cái người nào mà người ta có cái chủ trương nó trung dung đúng không ạ để cho tránh mắt dư luận thì những người đấy là phải là những người nó già già một tí và dễ bảo thì giống như là ông Biden thôi đại khái là ông Biden là cứ ký ông ký ông ông chỉ cho ông chỗ ký là ông ký đúng không ạ chứ ông không có hỏi lại là ở đâu ví dụ như là gặp ông Trump là tắt điện luôn ông Trump thì nếu ông ấy mà là tổng thống thì kể cả là những cái chính sách lobby này không ăn thua hoặc là tác dụng rất ít. Nếu mà chẳng may nó phù hợp với lợi ích của ông Trump thì nó mới phát huy, đúng không ạ? Còn cơ bản là nó rất khó để phát huy cho nên là ông Trump với thế giới ngầm là nó thù nhau để tận xương tủy. Trừ khi nào mà có thể nói là cái hạ nghị viện, thượng nghị viện mà cái ý kiến của nó áp đảo ông thì ông ấy bị ép buộc ông ký thôi. Nhưng về chủ trương mà nói là, là, những người mạnh mẽ như ông Trump là rất khó để mà những cái chính sách nó quá thô thiển. Đúng không ạ? 200 triệu một tuần những cái kiểu như này chết. Đấy và quý vị có thể xem là hàng tuần thì liên tục người Mỹ cứ ra đều đặn. Đúng không ạ? không cần biết là diễn biến trên chiến trường như nào nhưng mà cứ đều đạn mỗi tuần một tuần hai tuần thậm chí là có hai lần một tuần lúc trăm triệu lúc hai trăm lúc năm trăm lúc bảy trăm cứ thế lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại bây giờ là 18 tháng rồi quý vị cứ chia cho bốn đúng không ạ nhân với bốn thì nó ra bao nhiêu tuần mỗi tuần cứ như thế thì cái con số 111 tỷ đô la nó là ít đúng không ạ cho nên là không ai muốn kết thúc cái cuộc chiến này ở, ở trong cái giới chính trị ở Mỹ cả. Và nên như vậy là chúng ta có những cái đối tượng nào mà lần sau chúng ta nói thì nó dễ hiểu. Tức là đây là thế giới ngầm hoặc là các cái người ta gọi là cái giới tập đoàn trị ấy, đúng không ạ? Đấy, còn thứ hai là những cái vị nghị sĩ này. Đấy, như như này thì chúng ta gọi là những cái tầng lớp tinh hoa chính trị. Đấy là cái từ thuật ngữ thôi, cũng không nhất thiết họ là tinh hoa, đúng không ạ? Tinh hoa có ý là nó được chắt lọc qua những cuộc bầu cử và số ít đấy, thì chúng ta gọi là tinh hoa. Chứ còn thực chất nó có tinh hoa hay không thì chúng ta không biết. Đấy, đấy là những cái thuật ngữ ở trên đấy. Còn dân thì là chúng ta rồi, đúng không ạ? Kiểu như chúng ta. Như vậy là thứ nhất ông nào chết? Ông dân Mỹ chết. Đúng không ạ? Ông dân Mỹ chết một thì ông dân Ukraine chết 10 cả đời con cháu của mấy ông Ukraine này thì sẽ e cổ ra mà trả nợ cho đời cha ông đã vay tiền để mua villa ở Tây Ban Nha, địa Trung Hải. Và như vậy thì rõ ràng thông qua cái việc này thì còn ai muốn để mà đầu tư tiền ra để xây đường phố kè cống ở Mỹ làm gì nữa quý vị? Đúng không? Người ta sẽ tập trung vào những cái dịch vụ kiểu như này để cho nó ăn nhanh, ăn bền vững. Tội gì phải đầu tư một cái con đường sắt ra chả biết là bao giờ thu lại được cái 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 giá trị cả. Đúng không? đấy rõ ràng đấy là một cái lý do mà chúng ta thấy từ những cái việc như này nó sẽ dẫn tới việc là không ai còn mải mê để mà đầu tư phát triển đất nước nữa bây giờ chúng ta thấy là ngân sách cho giáo dục của mỹ càng ngày càng xuống cấp ngân sách phát triển hạ tầng càng ngày càng xuống ngân sách đầu tư nghiên cứu càng ngày càng xuống ngân sách đấy của trung quốc càng ngày càng tăng đúng không ạ còn ngân sách quốc phòng của mỹ thì càng ngày càng tăng và nợ công càng ngày càng tăng Uh, cái chi phí để thanh toán khoản lãi suất trên nợ công càng ngày càng tăng, nghìn tỷ một năm và nước Mỹ, quý vị biết đấy những người Mỹ ở đấy, quý vị nào ở Mỹ, quý vị biết ngay đúng không ạ, chúng tôi từng cho quý vị xem rất nhiều những cái cảnh nhà rồi chứ không cần nói cảnh đường phố nhưng mà rõ ràng bây giờ nếu mà chúng ta thấy những cái cột điện ấy nó mà nó nghiêng ngả ở Mỹ là không có không không hiếm đâu nhá quý vị nhá đừng tưởng ở đấy là không có cột điện không hiếm đâu cơ sở hạ tầng đường uh, uh, ổ voi ổ gà có là chuyện bình thường xếp hàng xếp hiếc rồi là những cái vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng ấy, nó rất nhiều đấy và rất nhiều người sống ở những khu San Francisco những cái nơi giàu có nhất tinh túy nhất của nước Mỹ mà những cái việc đấy nó xảy ra như là cơm bữa chứ nó không phải là không có đúng không ạ Đấy, cho nên là tại sao nước Mỹ như thế? Ngoài cái việc như này nữa thì quý vị biết một điểm là nước Mỹ vì những cái việc mà người ta muốn là đánh lừa, tức là che mắt bản dân thiên hạ trong suốt những chục hàng chục năm, vài chục năm trở gần đây người Mỹ tại sao không đầu tư những cái thế? Bởi vì người ta không muốn dành tiền ra đầu tư cái này và không dành tiền đầu tư thì người ta phải làm cho người dân người ta không bức xúc đúng không ạ và muốn làm cho người ta dân người ta không bức xúc thì giống như là người nhà tôi đi Mỹ về cứ bảo là tôi đi đến Mỹ làm quái gì có cứ thấy nhà cao cửa rộng cái gì nó hoành tráng như ở châu Âu, ở Trung Quốc đâu, không có. Bởi vì là ở Mỹ ấy, chính phủ Mỹ họ nhét vào đầu người dân là gì cái giá trị của Mỹ ấy nó là tự do, là dân chủ, đúng không ạ? Nó là cái gì nó cao siêu mà những cái nước mà như kiểu Trung Quốc ấy xây cái nhà vài chục tầng thì nó trả là cái gì cả, đúng không ạ? Đường 5 bảy làn đường nó không quan trọng. Quan trọng nó phải là tự do, là dân chủ. Đấy, và bây giờ cái luận điệu đấy nó đã khiến cho người dân Mỹ cũng ngủ, ngủ quên đúng không ạ? Và người ta cũng không hề gây sức ép để cho chính phủ của mình đầu tư và phát triển hạ tầng, đầu tư và phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục. Ngân sách giáo dục bây giờ nó cứ teo đi, nó teo bây giờ nó thấp lắm quý vị ạ. Tôi hôm nọ tôi nhìn tôi quên con số rồi. Tôi thấy đáng ngạc nhiên về cái ngân sách giáo dục và nghiên cứu khoa học công nghệ của Mỹ và đặc biệt là cái ngân sách dành cho phát triển cơ sở hạ tầng Tất nhiên nó vẫn lớn so với các nước nhưng mà nó rất nhỏ so với lại sự lớn mạnh của ngân sách quốc phòng. Và quý vị xem tôi trả lời thế đã tạm ổn chưa thì quý vị góp ý cho chúng tôi. À, chúng ta sẽ quay lại những chủ đề này thường xuyên quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong uh, quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.